Hey, xin chào tất cả các bạn. Ok. Hey, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp nhau trong cái livestream mà trực tiếp cho bình luận về thị trường và Tổng thống Mỹ ngày hôm nay. Hôm nay đến thời điểm này là 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam và đến thời điểm này cũng là 10 giờ tối. Xin chào Sơn Hoàng. 10 giờ tối tại New York và Florida. Có những kết quả khá là bất ngờ và có lẽ là chúng ta đang chứng kiến một cái màn tranh cử tổng thống hấp dẫn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Sự bất ngờ đang diễn ra đó là về mặt thống kê thì chúng ta vẫn thấy rằng là trên báo Mỹ vẫn đang đưa vào thời điểm 10 giờ tối Mỹ ngày mùng 3 tháng 11 và 10 giờ sáng giờ Việt Nam, 10 giờ tối Mỹ tại Florida, New York và Washington DC thì ông Joe Biden đang dẫn trước 129 điểm và ông Donald Trump là 109 điểm. Chào chào mẹ mẹ anh, chào Nguyễn Lâm và chào mọi người. Anh không thể chào hết mọi người được, hiện nay đang có khoảng hơn 600 người coi. Nhưng có một bất ngờ đó là thần tượng của tất cả chúng ta, ông Donald Trump và một người mà được người Việt Nam ở không những chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới, người Việt trên toàn thế giới, đặc biệt là Mỹ cực kỳ yêu thích. Tất nhiên do người yêu thích đảng Dân Chủ hơn, nhưng đa phần thì ủng hộ Donald Trump. Như tôi đã nói hôm qua, đó là bởi vì kẻ thù của kẻ thù đó là bạn của chúng ta. Đấy là điều mà chúng ta đang muốn hướng tới. Thì có một số bang chiến địa đang có những phiếu kiểm nghiêng về phía ông Donald Trump. Ví dụ như ở Florida, đến thời điểm này thì ông Donald Trump đã được 5.606.084 phiếu phổ thông, trong khi đó ông Joe Biden thì chỉ có 5,2 triệu phiếu, chiếm 47,8% thôi. Florida là một bang chiến địa vô cùng quan trọng và nó chiếm tới 29 phiếu đại cử tri. Vào thời điểm này đã có 91% số phiếu phổ thông được kiểm 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 phiếu. Và nếu ông Donald Trump thắng ở đây, đây là một bang chiến địa vô cùng quan trọng. Có lẽ là khoảng 11 giờ, từ giờ đến 11 giờ chúng ta sẽ thấy rằng là có khoảng 9% còn lại sẽ được kiểm phiếu. Và nếu ông Donald Trump thắng, đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng của ông trong quá trình tiếp tục thắng cử và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo của 4 năm nữa. Đây là một điều mà có lẽ là sẽ bất ngờ với rất nhiều người, bởi vì như chúng ta nói thì báo chí luôn luôn đứng về phía ông Joe Biden, và báo chí thực sự là có những cái poll á, có những cái cuộc thăm dò dân ý thì cho thấy rằng tất cả những cái bang như Florida là mọi người ủng hộ ông Joe Biden nhiều hơn. Nhưng đến thời điểm này kết quả cho thấy rằng là những người Mỹ da trắng không nói nhiều, không cần phải trưng cầu dân ý, họ vote 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 và họ đã đi bầu cử và thấy rằng là đến hôm nay đến thời điểm này 91% đã bầu cử và thấy là hãy cố lên ông Donald Trump, bởi vì ông chỉ còn nếu cái bang này là dân số nó khoảng là đi bầu cử, nếu mà tôi hy vọng là không có gì thay đổi trong 9% còn lại thì ông sẽ thắng 29 phiếu đại cử tri ở đây. Còn bang Pennsylvania, một bang chiến địa khác, hiện nay chỉ có 1/4, tức là 25% là đã được kiểm phiếu mà thôi, bởi vì cái bang này vẫn còn cho nhận qua thư. Nhưng nếu ông Donald Trump thắng có được khoảng là 270 phiếu hoặc là chắc khoảng 270 phiếu trước ngày hôm nay thì sẽ không cần kết quả của bang Pennsylvania và Wyoming nữa. Wisconsin thì hiện nay là cũng có được 36% rồi. Texas thì đang ngả sang màu hồng, tức là ngả sang đảng Cộng hòa rồi các bạn. Texas là gồm có Austin, Texas rồi Houston. Ngày hôm qua thì người Việt tôi có đọc trên một số các trang bên ngoài lề thì người Việt đã rất là tích cực vận động ở Houston đi bầu cử trong Donald Trump. Ok, God bless you. Ok, God bless all of us here in Vietnam when you're watching this video and live stream. God bless. Thực sự là nó còn hồi hộp hơn cả chung kết của World Cup nữa các bạn ạ. Thực sự là như vậy, bởi vì như tôi nói hôm qua, kết quả của cuộc bầu cử này nó là một cái quyết định vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của chúng ta.
về ngoại giao, về đường hướng ngoại giao, về đầu tư và dòng tiền vào Việt Nam cũng như tất cả các tài sản của Việt Nam nói chung. Thì bạn sẽ không nghĩ rằng là nó, bởi vì mỗi một lần thay đổi tướng, thay đổi tổng thống, nó sẽ thay đổi nguyên một cái bộ cabinet, một cái bộ mà sợ nó sẽ phải mất thời gian để làm quen với lại những cái luật lệ mới. Rồi chúng ta phải có những nhà vận động hành lang để chấp nối lại, giống như là trong cái cuốn mà siêu cò ở phía đằng sau đó, biến mối quan hệ thành tiền tệ. Thì bây giờ nếu mà chính quyền chúng ta đang ổn định và kết nối rất tốt với lại chính quyền của Donald Trump, và chúng ta đã có được sự quan tâm rất là sát sao của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi ngay cả Tổng thống Donald Trump đã đến Việt Nam 2 lần trong 1 năm. Nếu như bây giờ mà thay đổi sang ông Joe Biden thì đó là một quả là một cái điều không mấy vui. Tôi nghĩ là không mấy vui là bởi vì những cái tiến bộ của chúng ta trong hợp tác kinh tế và chính trị ngoại giao nó sẽ bị chậm lại. Chó nó sẽ không mất, bởi vì là tất nhiên là ở đảng nào thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đều là mối quan hệ nó mang tính chất lịch sử, và nó có những cái chúng ta vì lịch sử chúng ta cũng có mối quan hệ nó lịch sử chúng ta không phán xét, nhưng do lịch sử chúng ta có mối quan hệ rất đặc biệt với Hoa Kỳ, với hơn 2 triệu kiều bào chúng ta tại Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên ở đảng nào thì chúng ta cũng sẽ vẫn có được mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, nhưng sẽ không bằng đảng của Tổng thống Donald Trump đâu các bạn. Đảng Cộng Hòa làm được nhiều thứ, tôi nghĩ làm được nhiều thứ. Nếu mà chúng ta xét toàn bộ cái lịch sử từ lúc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam hiện nay, thì trong thời và của Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, chúng ta có những tiến bộ vượt bậc hơn về mặt hợp tác về kinh tế, về chính trị so với lại Đảng Dân Chủ. Cái điều đấy là điều mà không chỉ có tôi mà những học giả họ nghiên cứu họ đều nói như vậy. Tất nhiên là về phía là vị thế của nước Mỹ thì tùy cái quan điểm chính trị, quan điểm của các nhà kinh tế học, các nhà khoa học, các nhà chính trị học, hay là những người mà theo Đảng Dân Chủ hoặc là những đảng đối lập, thì họ có quyền có tiếng nói của mình. Nhưng chúng ta luôn luôn thấy rằng là chúng ta không quan tâm đến câu chuyện là bình luận là người này đúng, người này sai, mà chúng ta hãy quan tâm tới là cái câu chuyện đó, chúng ta quan tâm đến câu chuyện là ai là người sẽ làm hưởng lợi cho Việt Nam, ai là người sẽ mang lại những thứ tốt cho Việt Nam. Và quan trọng nhất là đối với chúng ta, những người bình luận về vấn đề này, chúng ta không đi quá đà và quá xa về cái câu chuyện xa đà, về câu chuyện là về mặt chính trị, mà chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là dòng chảy của đồng tiền và chính sách về tiền tệ, chính sách về đối ngoại và vị thế, để mà cái dòng tín dụng nó luân chuyển trên toàn thế giới như thế nào. Và cuộc chơi giữa Mỹ và siêu cường thứ hai đang nổi lên, là mong muốn trở thành siêu cường số 1 là Trung Quốc, sẽ được kiềm chế ra làm sao? Liệu Navarro, cố vấn của Nhà Trắng, tiếp tục là người sẽ dẫn dắt cuộc chơi về mặt tư tưởng học đối với lại siêu cường số 2 Trung Quốc trong lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch hay là công nghệ viễn thông hay không? Mỹ sẽ counter attack như thế nào trong vấn đề với Ấn Độ, với Việt Nam? Đó mới là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Chứ còn thực sự với các bạn rằng là Donald Trump hay là Joe Biden, thì tất cả những cái người đó đều mang tính chất lịch sử mà thôi. Còn nếu nói về cái độ tuổi và già, sự hấp dẫn, thì dĩ nhiên là ông Joe Biden không thể hấp dẫn bằng Donald Trump được. Tôi có đọc một cái bài báo ngày hôm qua, sáng nay tôi đọc lại, thì có một tác giả, ông đến, thực sự với các bạn này, ông đến Pennsylvania. Và mọi người không thể tưởng tượng được, đó là những cái mà bài báo viết về ông Joe Biden là giành chiến thắng đó, thì tác giả không cảm nhận được như vậy tại Pennsylvania và Florida. Bởi vì đối với lại họ ở Florida hay Pennsylvania thì ông Trump không đơn giản là một tổng thống. Không đơn giản là một tổng thống là bởi vì sao? Là bởi vì là Pennsylvania, đây là một cái phần phía tây bắc của đông bắc của đất nước ấy, nó gần New York ấy, thì ông là một thần tượng. Nó không đơn giản, ông không đơn giản chỉ là một người tổng thống Hoa Kỳ, ông là một thần tượng sống của họ. Và thực sự đến thời điểm này là không thể nói được cái câu nói gì về cái bang này nữa, bởi vì chúng ta hãy cùng xem là Pennsylvania cái kết quả sẽ như nào. Hiện nay 27% đã được kiểm phiếu rồi. 27% được kiểm phiếu rồi. Bởi vì bang này chiếm 20 đại cử tri lận. Thế thì các cái thành viên của Đảng Dân Chủ thì lên tiếng ở đây là ông là người vô trách nhiệm, rồi không giãn cách xã hội, rồi là gây ra cái chết của rất là nhiều người do đại dịch.
Thế nhưng mà đối với những người ủng hộ ông thì âm thầm lắm và họ tôn thờ. Và ông tác giả này ông nói rằng là bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ thấy những người ủng hộ Trump không chỉ thích vị tổng thống thứ 4 năm, họ tôn thờ ông ấy. Tôi không biết là ở bao giờ nước Mỹ sẽ có một cái người tổng thống mà có nhiều những cái ý kiến trái chiều như thế. Và tôi cũng đã từng bình luận là thực sự ông có một cái những cái mà tự bắn vào chân mình, bởi vì rất nhiều những phát biểu mang tính chất nó ngược lại với lại cái khác biệt, tức là nó khác biệt so với cái suy nghĩ thông thường của người dân và những chính kiến chính trị gia khác. Nhưng có lẽ người dân thì họ đơn giản, họ chỉ mong sự khác biệt, và nước Mỹ tôn thờ sự khác biệt, cho nên là họ có những cái quan điểm riêng của họ. Còn dĩ nhiên là ở California thì không cần phải nói, bởi vì đây là cái bang mà của Đảng Dân Chủ rồi. Nó là truyền thống. Hay New York thì rất là sớm ông Joe Biden đã chiến thắng với lại 69,3% số phiếu phổ thông. Và không phải, xin lỗi các bạn, hiện nay là đang projection, nhưng mà 29% report in, nhưng mà gần như là nó là bang gọi là truyền thống của Đảng Dân Chủ rồi. Còn projection hiện nay theo một số các cái báo của Việt Nam đó là nói rằng là hiện nay đang có 134 phiếu đại cử tri nghiêng về phía ông Joe Biden và 110 phiếu đại cử tri nghiêng về phía ông Donald Trump. Và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng ta, đó là bác Phạm Quang Vinh, đã nhận định là ông Trump thực sự là đã tạo rất là nhiều ảnh hưởng. Bởi vì khi ông Trump lãnh đạo đó, thì ông định hình được cái chính sách nước Mỹ trên hết. Và mặt chiến lược thì ông đã có rất là nhiều những cái mà chiến lược mang tính chất là an ninh quốc gia. Đấy. An ninh quốc gia. Và trong suốt 4 năm nhiệm kỳ, và mối quan hệ giữa Mỹ và các nước khác thì tập trung vào thương mại, đặc biệt là Trung Quốc, liên quan đến vấn đề làm ăn là chính. Ông nhìn nhận lại mối quan hệ với đồng minh, nhưng luôn luôn hướng vào quyền lợi của nước Mỹ. Đối với những cam kết của nước Mỹ được đánh giá là tốn kém, ông Trump cho là vô dụng và sẽ rút khỏi. Nói chung là ông tạo ra rất nhiều những ảnh hưởng. Đúng rồi, Vi Vương đó là bang sân nhà Dân Chủ mà. Thế thành thử ra là chúng ta cứ xem như thế nào. Nhưng mà rất là vui là bởi vì hiện nay đang có những cái tín hiệu đang nghiêng về phía ông Donald Trump. Texas thì đã 69% rồi các bạn, và Donald Trump đang dẫn trước ở bang này, có 38 đại cử tri nhá, 69% rồi, còn 21% nữa thôi kiểm phiếu. Ông Donald Trump ở bang Texas thì là có 4,628,000 người. Thực sự với các bạn rằng là tôi thì đã đến Texas 2 lần, và tôi rất ấn tượng với văn hóa của Texas. Khi mà đến Houston và Austin, thủ phủ của Texas, thì phải nói rằng đây là thủ phủ của những cái tư tưởng và tư bản của Texas. Được người dân Texas tự coi họ là một nơi có văn hóa riêng, có quốc kỳ riêng, mặc dù là nhà nước thành bang, tức là một bang của Mỹ, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử của họ, họ luôn luôn nghĩ rằng họ là một đất nước riêng biệt, và họ có văn hóa riêng, và tư duy của họ cũng rất riêng, và họ tư duy rất là tư bản cố hữu, tức là có làm thì có ăn, không có câu chuyện là ngồi đấy mà hưởng welfare. Nhà cửa ở Texas thì phải thật sự với các bạn rằng là so với các bang khác thì Texas là bang mà có nhà cửa tương đối rẻ hơn, nó ở phía giáp với lại biên giới của Mexico mà, nhưng ở phía nam của nước Mỹ ấy, và trung nam của nước Mỹ, và thời tiết nó cũng khắc nghiệt, và đào tạo ở đây về education và university ranking ấy, thì vẫn có những cái trường như chẳng hạn University of Texas là nằm trong top 10 về những business education school ở Mỹ. Và thực sự với các bạn là đây là thành trì của Đảng Cộng Hòa, giống như là bạn Sơn Dương nói. Mặc dù là như thế, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là trước bầu cử thì Đảng Dân Chủ nó dọa kinh khủng lắm. Đảng Dân Chủ dọa là cái chỗ này sẽ ngả màu xanh. Tôi cũng nghĩ mãi, tôi bảo làm sao Texas cũng phải ngả màu xanh được, bởi vì tất cả khi mà tôi lái xe, tôi đi Uber Texas, thì tôi đi khoảng độ tầm 7 cái trip khác nhau, thì phần lớn là do những người da trắng, họ là tài xế, và họ phần lớn là quân nhân, veteran, tức là quân nhân giải ngũ về. Và họ có nói với tôi rằng là thực ra thì đối với người Texas, người ta luôn luôn quan niệm đó là bạn phải đi làm thì bạn mới có ăn, và không ủng hộ chính quyền tăng thuế thu nhập cá nhân, cũng chả ủng hộ cái chính quyền tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, bởi vì làm ăn rất là khó mà lại tăng thuế như thế để mà làm Obamacare hoặc là những cái chương trình mà education support, rồi tất cả những cái hưu trí. Trong khi đó chúng tôi phải làm việc quần quật,
thì đó là việc không fair. Và một người miễn phí thì có nghĩa người khác phải làm. Và điều đó khiến cho họ rất là angry. Họ tức giận và họ thấy rằng không hợp lý. Và họ tất nhiên họ cũng chẳng quan tâm đến ông Donald Trump. Họ nói rằng là Donald Trump thì là một thành viên Đảng Cộng Hòa và cũng xin lỗi các bạn nói, nhưng mà họ, đây là cái câu chuyện của bác này. Bác là đã từng là thiếu tá trong đội, bác nói tào lao, nhưng mà nói chung là ông ta ủng hộ những thứ tốt cho nước Mỹ và tôi ủng hộ. Tỷ số hiện nay thì vẫn là 129-109 theo Fox News nha các bạn nhé. Thế còn đối với lại ở Việt Nam thì vẫn là 134-110. Nhưng mà tôi đang nói các bạn là vấn đề nằm ở câu chuyện đó là hai cái bang rất quan trọng, đó là bang Florida, là cái bang chiến địa đó, thì nó đang kiểm phiếu là sắp sửa có kết quả, 91% đang nghiêng về phía ông Donald Trump. Nếu mà tình hình như thế này thì từ giờ 12 giờ, tức là 12 giờ đêm ngày hôm nay này, khoảng 1 giờ hoặc là 1 giờ sáng ngày 4 tháng 11 tại Mỹ, tại Washington DC và New York, thì khả năng là chúng ta sẽ có kết quả chính thức của bang Florida. Thông thường là khoảng 10 rưỡi là có rồi, 10 rưỡi năm 2016 là 10 rưỡi là có rồi. Từ ông Minh Nước. Đấy. Thế thì đối với lại ví dụ như một số cái bang mà mọi người đang tôi thì khi mà làm cá cược với anh em cá độ ấy thì thường là anh em bảo là có một số cậu bạn hỏi bảo là bây giờ anh nghiêng với ai. Tôi thì chẳng nhẽ tôi lại bảo, tức là tôi thì tôi cũng bảo thôi được rồi, ai ở đây cũng nghiêng về ông Donald Trump rồi. Thế thôi, tôi chọn ông Joe Biden bởi vì là cho chọn như thế để mà có người còn trả tiền. Thế thực tình nếu mà mình chọn, mình prepare for the worst, you know, hope for the best but prepare for the worst, thì mình cứ chọn cái mà nếu mà trong trường hợp mà có vấn đề gì ấy thì được cái là ai cũng có người trả tiền hết. Nhưng mà thực tế ra thì nếu mà mình chọn và mình sai thì cũng vui lắm. Ừ, đúng rồi, sẽ cá độ với nhau ấy, không phải cố tình thua mà thua đi để có người trả tiền. Thứ hai nữa là ai chúng ta là người Việt Nam mà, cái gì tốt cho nước Việt Nam và tốt cho nền kinh tế của mình thì mình sẽ ủng hộ thôi, đúng không? Bởi ai chẳng mong như thế, có một người nào có dốt mới không mong cái gì tốt cho đất nước mình, thực sự như thế dốt. Và còn nếu mà tốt thì tại sao không mong, đúng không? Nhưng mà vấn đề là gì, mình chọn để thứ nhất có người trả tiền. Cái bang Florida là bang vô cùng quan trọng, sau đó Michigan và Wisconsin ha. Wisconsin thì hiện nay mới có 39% thôi kiểm phiếu, tăng lên rồi đấy, hiện nay có 10 phiếu đại cử tri, thì khả năng là Wisconsin 51% đang nghiêng về ông Donald Trump thì khả năng cũng thắng ở đây. Cái bang này là bang thú vị lắm các bạn ạ. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nói rông dài để chúng ta cùng theo dõi cái kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ. Nhưng mà cái bang này là một cái bang mà có rất nhiều các tài nguyên liên quan dầu mỏ và than đá của Mỹ. Và đây là bang mà ông Warren Buffett, thần tượng của chúng ta về đầu tư đó, ông ta đặc biệt quan tâm, bởi vì đây là nơi mà chứa những nhiên liệu hóa thạch lớn của nước Mỹ. Và khi mua lại cái công ty đường sắt Santa Fe, Burlington Santa Fe, bây giờ chuyển thành là Berkshire của Berkshire Hathaway, thì ông Warren Buffett ông đã nghiên cứu rất kỹ là khi mua cái công ty vận tải này, nó sẽ là cái công ty vận tải chuyển tất cả những cái năng lượng từ bang Wisconsin đi tất cả, tức là cái nguyên liệu đi tất cả các nơi khác từ bờ đông bờ tây của nước Mỹ. Và nếu tính ra mà mua toàn bộ cái công ty này với cái giá trên thị trường lúc đấy là giá 55 đô, thì sẽ là một cái deal rất hời. Cái câu chuyện này thì là có trong cuốn Payback Time, ngày đòi nợ, ở phía đằng sau kìa. Các bạn có thể đọc, các bạn có thể nghe. Và sau đó thì tôi có xem, theo dõi rất kỹ trên CNBC và các cái bài báo, tôi lục trên Google, tôi mới thấy rằng là cái vị trí của cái bang này cực kỳ chiến lược. Và đến thời điểm này, nếu mà 39% report in, tức là reporting in là ông Donald Trump đang thắng, tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì đây là nơi mà các công ty cổ xanh của nước Mỹ, là người da trắng nước Mỹ, những người vốn không ưa, những người nhập cư lao động rất vất vả. Và đối với họ, giống như tác giả của cái bài báo mà sáng nay tôi vừa đọc cho các bạn, họ nói rằng là Donald Trump không đơn giản chỉ là một vị tổng thống yêu thích, favorite, mà Donald Trump còn là một cái idol, một cái người hùng trong mắt của họ, một người mà họ yêu mến và quý trọng. Thì chúng ta cũng không
chúng ta cũng đừng đánh giá nhà nước này kia ha các bạn nhé, tại vì là bản thân chúng ta ở đây cái kênh này thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện là ừ vậy thì bây giờ cái thời gian tới ảnh hưởng đến tiền chúng ta làm sao. Nhà nước sợ Trump thắng không đúng đâu Thanh ạ. Ngọc Thanh ạ, nhà nước Việt Nam có mối quan hệ cực kỳ tốt với lại chính quyền Tổng thống Donald Trump em ạ. Và nếu như mà các bạn có theo dõi thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thì chính quyền hiện nay của bác Bảy Phúc và kể cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và tất cả mọi người Việt Nam thì đều có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và chưa bao giờ mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại trở nên tốt như vậy ở dưới thời chính quyền Donald Trump. Cho nên mình ở đây là tôi cung cấp cho các bạn thêm một cái góc nhìn nữa. Tôi là một người trung lập, là một người yêu đất nước. Tôi không có nói về phía bên nào cả đâu. Các bạn có thể tin điều đó, bởi vì thực ra như các bạn đã thấy rằng là tôi là người mà, xin lỗi các bạn, tôi là người tốt nghiệp đại cao học ở Mỹ và cũng là người chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ. Các thầy của tôi từ thầy những người thầy của bố của ông, tức là tôi nói dùng bố thì không đúng, nhưng mà người cha giàu mà fake là Robert Kiyosaki thì tôi học người cha giàu thực sự của Robert Kiyosaki và Anthony Robbins hay là những diễn giả của nước Mỹ và gần như là thấm nhuần cái văn hóa của nước Mỹ. Kể cả thầy của tôi tiến sĩ Alan Fan thì cũng là một nhà tư bản gốc người Việt nhưng gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt và đã từng sang ở bên Mỹ suốt từ năm 1975, sau đó về Trung Quốc và về Việt Nam, cho nên tư duy và tư tưởng của tôi đều rất là Mỹ và tôi tin vào sự khác biệt. Và chúng ta hãy cố gắng giữ cái vị trí neutral, tức là cái vị trí trung lập trong việc đánh giá cái tình hình, bởi vì cái việc mà bình luận nó chỉ trích nó không giải quyết được vấn đề. Nếu các bạn yêu Việt Nam, yêu dân tộc này, các bạn hãy cứ tập trung làm tốt nhất những cái gì cho bản thân mình và làm tất cả những cái gì tốt nhất mà các bạn nghĩ cho gia đình mình và cho xã hội thế là được, chứ còn các bạn đừng bình luận quá nhiều. Tôi nghĩ thế. Đúng rồi, tỷ lệ cược hiện nay, xin lỗi có chút là tỷ lệ cược hiện nay Nguyễn Khanh đang nói là đang ông Trump mọi người đang cược nó thay đổi chóng mặt đấy. Cái odds hiện nay đang tăng, lúc nãy tôi mới xem, bạn tôi mới gửi đấy, là cái odds hiện nay là Donald Trump -220 còn Joe Biden là +160, tức là khả năng nghiêng về chiến thắng của Donald Trump rất cao. 129 và 109 rồi các bạn ạ. Nhưng mà một số bang đã chuyển đỏ. Một số bang đã chuyển đỏ. Bang Utah thì có 6 phiếu thôi nhưng mà cũng đang chuyển đỏ. Texas 70% rồi nha các bạn nhá. Betway đã là đóng cửa bet rồi. Sợ thua đúng không? Trần Thảo, Betway đóng cửa bet rồi, sợ mọi người đặt cửa vào ông Donald Trump và Joe Biden ai đặt vào tèo. Link thì đây, anh gửi cho cái link của Fox News nhá. Mọi người xem cái link này này. Ông Trump chém gió dã man luôn. Rồi. Anh thì Hiếu ơi, anh đặt cửa cho, thực ra thì anh là người yêu thích giá trị Mỹ. Anh yêu mến Donald Trump nhưng mà anh không dám nói những cái chuyện mà thôi cái tình cảm để ra một bên. Mình thì mình nói là xem dựa trên chứng cứ thực tế chứ mình cũng không nói về câu chuyện là tình cảm quá nhiều ha. Có lag, anh sợ là không đến nỗi đâu. Vì do chắc là do mạng của em chứ còn mạng đây mọi người coi thấy thoải mái mà. Gì ai ủng hộ Donald Trump thì bị nhảy cầu rồi. Dr. Quang nhảy cầu sao được. 109, 129 rồi. Nó đang chuyển đỏ rồi. Quang ơi, khả năng là thần tượng của em có cơ hội lớn đấy. Hiện nay cái số phiếu phổ thông hiện nay đang nghiêng hẳn về phía ông Donald Trump này. Tất nhiên là bang California, các bạn nên nhớ là bang California họ có 55 lá phiếu đại cử tri. Và ông Joe Biden sẽ có chắc chắn là 129 cộng 55. Nó rơi vào khoảng 184 phiếu đấy nhá. 270 phiếu là thứ và con số mà hai ứng viên cần để declare cái victory. Kết quả theo như tôi dự báo là 1:30 chiều nay giờ Việt Nam và 1:30 sáng. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào câu chuyện là ông Donald Trump có đỏ hết luôn không. Nếu đỏ hết luôn rồi thì không cần kết quả của Pennsylvania và Wisconsin ha các bạn ha. Bởi vì Pennsylvania còn cho nhận thư đến hết ngày mai cơ. Cho nên mới kiểm phiếu mà tòa án tối cao của nước Mỹ thì cho phép là kiểm phiếu
qua thư, mặc dù ông Donald Trump nói rằng là cái này là cái có thể tạo ra cái gian lận bầu cử rất lớn. Nhưng mà phải nói thực sự với các bạn rằng là khi mà đúng là người Việt Nam mình yêu Donald Trump thực sự không thể tưởng tượng là như vậy. À, không thể tưởng tượng lại như vậy. Còn hiện nay đó là chúng ta xem thị trường thế giới này. Ôi ôi, các bạn biết là thị trường thế giới là hiện nay là khi ông Donald Trump có cái tỷ lệ odd nghiêng về ông Donald Trump, cái lập tức là US 30 future và US 500 future, tất cả các chỉ số mà tương lai là tăng mạnh luôn. Đấy. Còn Việt Nam thì cũng đang có những cái mà mọi người cũng có vẻ đang đặt cửa đấy. Nhưng mà tôi thì không biết là những lúc như này thì ra quyết định mua bán thì có vẻ là nó hợp lý không. Bởi vì thực tế ra là chúng ta đặt cửa mua bán thì vào lúc này nó 5 ăn 5 thua. Nó có thể thắng, có thể là đứt cước, đứt cáp ha các bạn ha. Không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta còn phải đợi thêm một chút xíu nữa. Hiện nay tỷ lệ cược đang vẫn nghiêng về phía ông Donald Trump. Nhưng mà chả biết được nó sẽ có cái thất, nhưng có những cái mà bất ngờ gì không. Pennsylvania 532%, Florida 91% rồi các bạn nha. Florida 91% rồi. Đấy. Hay thế cơ chị. Hay thế cơ chị. Rất hay các bạn. Và chúng ta thấy rằng là đang phản ứng, và mọi người cũng đang có lẽ là ở trên thế giới là mọi người cũng đang muốn là xem chứng kiến xem là ông Donald Trump này ông như thế nào. Nhưng mà nếu mà thị trường chứng khoán sẽ là nơi mà trả lời tốt nhất cho cái câu chuyện là ông Donald Trump có giành chiến thắng hay không. Bởi vì là đây là một cái câu chuyện mà nó sẽ góp thêm phần rất là thú vị cho cái bức tranh về bầu cử của Tổng thống Mỹ. Và trên toàn thế giới, vai trò của Ấn Độ sẽ được rất mạnh. Vai trò của Việt Nam cũng sẽ rất tốt dưới thời của ông Donald Trump. Những cái hiệp định ký kết, 7 cái hiệp định mới được ký kết thì sẽ là một cái nền tảng tuyệt vời để cho chúng ta tin vào là mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên dưới thời của Donald Trump nếu mà chúng ta không vi phạm những cái điều tra về thao túng tiền tệ. Đấy, thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là quan trọng bậc nhất vào thời điểm hiện nay mà chúng ta quan tâm. Xem nào, hiện nay vẫn là 129-109. Theo như của bầu cử của Việt Nam thì vẫn là 134-110, vẫn chưa có gì đặc biệt thay đổi cả. Đấy thì những chúng ta hãy đối với lại thị trường chứng khoán thì thực sự với các bạn rằng là các bạn hãy coi. Nhưng mà tôi thì tôi không biết là dòng tiền nó sẽ chảy như thế nào là ở ngay vào thời điểm này, bởi vì là tin tức nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào các bạn nhé. Tin tức có thể đảo chiều lúc nào, bởi vì mà hiện nay chúng ta đợi đi Florida, Texas, bởi vì cái bang Pennsylvania thì hiện nay là 52,3% nhưng mới 32% report. Ohio chiến địa luôn 82% rồi. Nhưng mà Michigan 16 và Wisconsin thì chúng ta sẽ có là 10 người thuộc tầng lớp Michigan này. Michigan là 16 thì là có 36% rồi, đỏ khá là nhiều. Montana thì có 3 thì nghiêng về ông Joe Biden rồi. Colorado thì gần như là nghiêng về phía ông Joe Biden. Arizona cũng vậy. Utah là sắp được màu đỏ rồi. Đang khá là thú vị. Một số bang đỏ có nghĩa là hiện nay ông Donald Trump đã thắng ở South Carolina này, sang West Virginia thắng rồi, Indiana thắng rồi, Kentucky thắng rồi, Tennessee thắng rồi, Alabama thắng rồi, Mississippi thắng rồi, Louisiana thắng rồi, Arkansas thắng, Oklahoma thắng, Missouri thắng này, Kansas thắng, hiện nay Nebraska cũng thắng,
South Dakota cũng thắng, North Dakota cũng thắng và bang Wyoming cũng thắng. Thực sự với các bạn thì nếu mà thắng như thế này, nếu mà chúng ta thấy là ông Donald Trump thắng thì rất là nhiều thứ thú vị sẽ xảy ra đấy. Rất nhiều thứ thú vị đã xảy ra. Thị trường chứng khoán, các thị trường giờ đang phản ứng xanh rì lên vì cái tỷ lệ đặt cược ấy, nó nghiêng về ông Donald Trump và US 30, US 500 tăng âm mỹ. Giá vàng này thì đang giảm, nhưng mà thực ra giá vàng giảm cũng là một cái cơ hội, vì vàng giảm như vậy thôi, nhưng mà khi mà có một cái gói kích thích kinh tế mà lớn hơn thì quá là thú vị và tuyệt vời dành cho giá vàng, kiểu gì cũng có. Và lần này thì nếu ông Donald Trump thắng nhá, nếu ông Donald Trump thắng thì các bạn sẽ phải thấy rằng là một số đồng minh về nguyên lão thượng viện của ông ta sẽ phải ra đi. Một số đồng minh sẽ phải ra đi nhá. Thú vị. Bầu cử Mỹ thú vị hơn cả, hơn cả so với lại chung kết của bóng đá nữa. Kết quả hiện nay theo Zing, theo báo của Việt Nam đang 138 nghiêng về phía ông Joe Biden, ông Donald Trump là 110. Mọi người đang nói là kết quả đang giằng co, tôi chả hiểu tại sao Việt Nam nói là kết quả giằng co nữa ở Pennsylvania, trong khi hiện nay là Donald Trump đang dẫn phiếu đại phiếu phổ thông 52,8%, Joe Biden chỉ có 44,5% thôi. Thì tôi nghĩ rằng là bang Pennsylvania là có khả năng quyết định chính trường của Mỹ, nhưng mà giằng co gì, hiện nay đang reporting 33% và 52,8% nghiêng về phía ông Đỗ Nam Trâm rồi, Đỗ Nam Trung rồi. Thú vị. Đây là một cái cuộc chiến thú vị. Và các bạn sẽ biết rằng là những cái công ty nào sẽ được chịu được cái ảnh hưởng tuyệt vời từ phía chính những cái mà bầu cử này. Bởi vì nó liên quan đến dòng vốn lân chuyển từ dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nó liên quan câu chuyện là vị trí chiến lược của Ấn Độ. Nó liên quan câu chuyện vị trí chiến lược của Việt Nam và Indonesia trong con mắt của người Mỹ. Nó liên quan đến câu chuyện là giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt vai trò của Nhật Bản ở Đông Á trong việc counter attack với lại Trung Quốc, giữa Taiwan, Đài Loan với lại counter attack với Trung Quốc. Cái đó là những cái mà chúng ta rất quan tâm. Và thực sự với các bạn rằng là nếu như có cái câu chuyện tiếp theo về Tổng thống Donald Trump thì có quá nhiều thứ để đáng nói, và thực sự Trung Quốc sẽ phải có những cái thay đổi lớn lao trong cái câu chuyện phải chấp nhận cái giá phải trả khá là cao trong cái deal mà về chiến tranh thương mại nếu xảy ra tiếp theo. Thì đấy là thứ mà những cái CEO của các công ty lớn trên toàn cầu họ sẽ chắc chắn là phải thay đổi ấy. Họ sẽ phải thay đổi nhiều. Đấy. Thay đổi nhiều về chiến thuật. Và chiến lược nữa. Hiện nay tôi đang theo dõi vì nó có một số những cái thông tin ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán phản ứng nhanh lắm các bạn ạ. Còn nhanh hơn tất cả những gì chúng ta đang nói, tương tự những gì chúng ta đang nói ở đây. Và nếu các bạn chưa đầu tư chứng khoán thì tôi khuyên các bạn nên đầu tư chứng khoán để chúng ta có thể hiểu và cảm nhận được cái câu chuyện là thị trường nó sẽ như thế nào khi mà một trong hai ứng viên thắng. Bởi vì ông Joe Biden là liên quan chuyện tăng thuế, mà tăng thuế là một thứ mà mọi người không ưa thích một tí nào, không ưa thích một tí nào. Hiện nay bang Georgia, thành phố Atlanta, Atlanta và Georgia thì 55% nghiêng về phía ông Donald Trump và đã báo cáo là 59% rồi các bạn ạ. Chỉ có một cái là dự báo là bang Arizona thì hơi ngạc nhiên, có 11 phiếu đại cử tri thì 73% đang kiểm phiếu và đang nghiêng về ông Joe Biden với tỷ lệ khá là cao. Cái này cũng là một cái mà tôi nghĩ là cũng nằm trong sự bất ngờ của một số các cái dự báo. Bởi vì dự báo thì là có Arizona là chiến thắng này, Utah và Nevada. Nevada thì chưa có kiểm phiếu bởi vì nó sẽ xoay từ trục bờ đông sang bờ tây. GMT mà giờ GMT của Mỹ thì là GMT minus 5 ở New York, Florida và DC. Cho nên chúng ta sẽ biết kết quả bờ đông trước và bờ tây sẽ biết quả sau. Đấy. Anh em đang cá vui lắm. Nhiều anh em đang có những cái cá độ rất là thú vị liên quan đến câu chuyện Tổng thống Donald Trump.
và chứng khoán đang phản ứng đấy. Chứng khoán đang phản ứng, các bạn hãy cứ xem, bởi vì chứng khoán là cái hàm từ biểu rất là thú vị, rất là thú vị của nền kinh tế. Và những cái tin tức, và những tin tức, tin tức nó sẽ là một cái điều mà các bạn cũng nên phải theo dõi. Bởi vì là tôi vừa xem cái kết quả đây, vừa xem cái kết quả ở trên các cái thị trường phản ứng ra làm sao để tôi cập nhật cho các bạn. Thị trường Nhật Bản thì ngay lập tức sau khi cái kết quả mà sơ bộ tỷ lệ cược nghiêng về Donald Trump tăng từ 1,45% lên gần 2%, bây giờ là 2%. Thị trường Trung Quốc có vẻ không hào hứng với viễn cảnh của ông Donald Trump mà thắng cử lắm, cho nên mặc dù vẫn xanh nhưng chỉ xanh 0,03%. Nó phản ánh một điều là gì? Nó phản ánh một điều là Trung Quốc sẽ là người so painful nếu như ông Donald Trump lên, thành ra rất là rón rén. Trong khi Nhật Bản sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ Donald Trump thì nó tăng mạnh lắm. Chỉ số chứng khoán của Taiwan thì cũng tăng rất mạnh. Thái Lan tăng vừa vừa, không ảnh hưởng nhiều. Một đồng minh khác của nước Mỹ đó là chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng rất mạnh. Chỉ số, các chỉ số chứng khoán mà của, cũng là chỉ số chứng khoán của Pakistan đó, Karachi 100 đó, thì chưa có, hôm nay như nghỉ sao không thấy ý kiến gì. Ấn Độ thì cũng chưa giao dịch, nhưng mà về cơ bản chúng ta sẽ thấy những thị trường này sẽ tuyệt vời. Dow Jones Future tăng một mạch kinh khủng, tăng một mạch từ âm 1,4%. Và US 500 Future tăng từ âm 1,5% tăng lên 1,74%, 300 bip, quá kinh khủng. Thực sự là khi Pompeo mà qua Việt Nam đó, Pompeo qua Việt Nam các bạn ạ, là các bạn sẽ thấy một điều là nếu duy trì được ông Donald Trump thì tuyệt vời. Mọi thứ về năng lượng, an ninh năng lượng và an ninh về tiền tệ ở Nga sẽ được đảm bảo. Hiện nay thông báo cho các bạn một điều, và 5.000 người đang xem cái live stream trực tiếp của tôi ấy, để các bạn thấy rằng là dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã tăng lên gần 100 tỷ đô la, mà tôi nghĩ đến thời điểm này đã đạt được con số hơn 100 tỷ đô la rồi. Dưới thời của Donald Trump, chúng ta xuất khẩu được sang Mỹ, chúng ta có mối quan hệ rất tốt với Mỹ, và các chính sách của những ngân hàng nhà nước Việt Nam về bơm hút tiền rất nhịp nhàng, có rất nhiều những chính sách và quyết sách đúng. Tất nhiên nó dựa trên tình hình thời thế phù hợp. Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới thời Donald Trump rất là ngoan, tôi dùng từ ngoan như cún, và duy nhất chỉ có ông Donald Trump có thể có quyền và làm được một câu chuyện là can thiệp vào Fed mà thôi. Từ trước giờ tổng thống của Hoa Kỳ, những tổng thống mà Đảng Dân Chủ, một phần là không hiểu về kinh tế, hai phần là họ duy trì cái tính gọi là độc lập của Fed. Thành thử ra Fed muốn làm gì thì họ rất là tôn trọng. Thế nhưng mà đối với lại, họ chỉ có thể can thiệp thông qua Bộ trưởng, thông qua Bộ Tài chính, có nghĩa là thông qua cái câu chuyện về tỷ giá mà thôi. Tức là họ bán mua. Ngày hôm nay thì Steven Mnuchin cũng là một cái người mà quan tâm điều tiết cái tỷ giá của cái đồng. Tức là Bộ Tài chính thì thường quan tâm chi tiêu chính sách tài khoá và liên quan đến tỷ giá ngoại tệ, còn Fed thì sẽ là liên quan chính sách tiền tệ về lãi suất và tái cấp vốn cho các ngân hàng. Ok, đến thời điểm này xem nào. Bang Colorado là chính thức là declare chiến thắng cho Đảng Dân Chủ rồi các bạn nhé. Colorado là 9 phiếu đã chính thức là ngả xanh và declare chiến thắng. Tôi đang rất trông đợi vào Florida và Texas. Texas 71%, Florida là 91% rồi. Pennsylvania lên được 36% các số phiếu. Ohio đã 86% và khả năng là chiến thắng ở Ohio sẽ dành cho Donald Trump các bạn nha. Michigan 38%, Wisconsin 48% rồi, cố lên. North Carolina 92% và khả năng chiến thắng của ông Donald Trump rất sát sao ở đây. Ông chỉ hơn đối thủ của mình đúng 54.000 phiếu phổ thông, 48,9% và 49,9%. Cái bang North Carolina này đang ngả màu hồng, nhưng mà hy vọng là còn lại khoảng 8% còn lại, ông Donald Trump sẽ không bị vấn đề bất ngờ ở đây ha các bạn ha. Hãy cố gắng lên. Montana thì chênh lệch quá, và ông Biden thì không có close các bạn ha. Utah thì chính thức ngả đỏ rồi. Utah chính thức là bang của Donald Trump. Hiện nay theo Fox News là 129 và 119 nữa các bạn ạ. Cố lên, cố lên.
Nói chung là vị thế về ngoại giao của Việt Nam sẽ là rất khác biệt. Rất khác biệt nếu như chúng ta, nếu như chúng ta ủng hộ ông Donald Trump và ông Donald Trump thắng cử. Ông Donald Trump thắng cử thì vị thế của chúng ta vô cùng khác biệt. Vô cùng khác biệt đây. Hãy là một người thông minh. Hãy là một người thông minh. Chúng ta xem chúng ta đặt cửa vào chỗ nào. Chỗ nào kiếm được tiền đây. Tôi nghĩ rằng là ông Donald Trump lên ngành dầu khí cũng sẽ là một ngành ở hưởng lợi. Bởi vì những vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng là thứ mà chúng ta rất quan tâm. Dầu khí là một cái đơn vị hưởng lợi rất lớn đấy. Đấy, rất lớn. Dầu khí là sẽ là một cái đơn vị được hưởng lợi rất lớn nếu như Donald Trump lên. Cho nên là hãy cứ bình tĩnh, tự tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. 115-129 theo kết quả của Việt Nam thì ra 138-116. Không hiểu là Việt Nam tính phe nào lại thắng nhỉ? Missouri, ông Donald Trump thắng 10 phiếu ở Missouri, đúng rồi, Missouri thắng rồi 10 phiếu. Thì cái này là đương nhiên rồi, đâu có gì ngạc nhiên đâu nhỉ. Ở Maine á, thì Maine là đang sọc, đang kiểm phiếu. Tức là các bạn, hôm một số bạn hỏi tôi là cái cờ sọc sọc có nghĩa là gì. Cờ sọc sọc nghĩa là hiện nay thì có một số bang đang kiểm phiếu chưa xong, cho nên là khả năng hai cùng thắng mà chưa biết ngả về bên nào đó các bạn ha. 129-115 thì là theo Fox News là cái này là chuẩn nhất. Còn Việt Nam mình nhớ projection hiện nay đang thấy là có trực tiếp trên Dinh có đại sứ Phạm Quang Vinh đấy, cựu đại sứ bác Phạm Quang Vinh bác nói. Nhưng mà ở đây thì cũng không hiểu là tính kiểu gì, một số bang chưa có kết quả. New Mexico chưa có kết quả mà mới 71%. Nhưng mà đang nghiêng về phía Joe Biden 60%, có khi là Việt Nam tính cả luôn New Mexico vào trong kết quả thắng cử của ông Joe Biden quá. Cái cách tính của Việt Nam có nghĩa là Việt Nam projection trước, tức là Việt Nam dự báo trước luôn ấy. Hôm nay còn 40% nữa mà. Nhưng mà có vẻ là đang nghiêng 54% về phía ông Joe Biden, cho nên họ tính thắng luôn. Arizona cũng vậy. 53,7% nghiêng về phía ông Joe Biden là họ tính thắng luôn. Đấy, nhưng mà tôi kỳ vọng vào Texas. Cố lên ông Trump ơi, Texas ông đang thắng đến 400.000 người à. 71%. Bang chiến địa Florida ông chỉ còn cách chiến thắng của mình. Hiện nay chênh lệch của ông là 390.000 người. Sẽ rất khó lấp cái gap này. Lấp cái gap này rất khó với lại ông Joe Biden. Hello guy. Michigan, Wisconsin. Michigan không có cửa cho 50% rồi, 50% report rồi. Wow. Cái bang mà Nebraska thì là nó vẫn chưa, tức là chưa có được kết quả hết, mới chỉ có khoảng 39,88% thôi. Cho nên vẫn đang để cờ sọc nha các bạn nhé. Hãy cố lên. 115-133. Chỉ cần thắng Florida cái là vượt lên ngay. Bởi vì Florida cộng 29 vào cái là 133 biến thành là 115 biến thành là 144 ngay. Nhưng mà hãy nên nhớ là ông Joe Biden sẽ thắng ở California 55 phiếu, thành thử ra phải giành được bằng được Texas, Michigan, Wisconsin, Ohio và Pennsylvania, North Carolina nữa, 8% nữa. Tỷ lệ đang dẫn là có, hiện nay chênh có 60,000+ phiếu thôi, rất nguy hiểm đấy. Còn tự nhiên là trước bầu cử thì tất cả những hành động mua bán đều là mạo hiểm. Và nếu các bạn mua sai thì các bạn sẽ chấp nhận một cái câu chuyện sự thật là chúng ta đánh cược vào thứ không chắc chắn. Đấy. Chúng ta đánh cược vào thứ không có chắc chắn, nhưng mà cuộc đời phải có những cái cược thôi. Những cái cược thú vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta cược đúng thì chúng ta ăn đủ. Trump win Florida thì Việt Nam và Trung Quốc uptrend long term. Một số anh bạn comment thế, nhưng tôi bảo là
China và Việt Nam thì China không uptrend đâu, Việt Nam uptrend long term. À, thú vị vô cùng bởi vì nó liên quan đến sinh mệnh chính trị của Việt Nam, sinh mệnh chính trị của rất nhiều người ở Việt Nam, sinh mệnh về tiền bạc của cải Việt Nam. Cập nhật cho tất cả anh chị cùng hay, và thông tin này là một cái thông tin mà nó là tiền hồi hộp và hấp dẫn thực sự các bạn như thế. Tôi có lẽ là chắc nếu mà chưa có kết quả Florida và Texas chắc tôi chưa dừng cái livestream này. Và còn bởi vì là Pennsylvania thì còn chấp nhận qua thư mà. Ohio là 87% report in rồi nhá, khả năng chiến thắng cao lắm của ông Donald Trump. Michigan là 39%, đang dẫn đến 55%. Cái Wisconsin hiện nay thì là 51% và tỷ lệ nghiêng về Donald Trump là 51.1%. Nhưng mà hơi bất ngờ cái Arizona này, nó ngả về phía ông Joe Biden hơi bất ngờ. Nevada 6 phiếu. Idaho, Oregon thì chắc chắn là nghiêng về phía bọn bên phía đảng Dân Chủ rồi. Oregon thì xem nào. Xem Oregon thì là riêng Oregon và Washington thì ở phía bờ Tây thì nghiêng về phía Dân Chủ hết. Colorado hay là New Mexico thì người ta cũng dự báo rồi. Minnesota thì chắc chắn là nghiêng về đảng Dân Chủ rồi. Illinois cũng thế. New York và Virginia thì cũng nghiêng về đảng Dân Chủ rồi. Và tất cả khu vực ở phía bờ Đông, bờ Tây, dân kinh doanh nghiêng về phía đảng Dân Chủ hết. Chỉ có miền Trung nước Mỹ. Thì bất ngờ là mất Arizona là cái bất ngờ đấy. Mất chẳng hạn như là một số bang khác. Montana thì Montana mới 22% thôi. Chưa nói được gì nhiều. Minnesota thì đấy nghiêng rồi. Ông nói đi nói lại. Thì một số cái anh không show màn hình được, anh livestream trên iPhone đấy. Mọi người, nhưng mà tôi nghĩ là tỷ lệ odd như hiện nay, cái odd mà nghiêng về phía odd này, odd bet Donald Trump, các bạn search một cái nhá, versus Biden nhá. Hiện nay real time ai chà. Nếu mà hôm năm nay mà ông Donald Trump làm một cái câu chuyện mà lội ngược dòng lần nữa với tất cả các media thì một câu chuyện tuyệt vời. Chả biết thế nào. Hiện nay một số bang chiến địa Iowa thì thắng rồi. Xem nào, bang Georgia. Thực sự là bây giờ chỉ còn mỗi câu chuyện là đi tìm xem là ở đâu thôi. Đâu rồi? Hiện nay Joe Biden vẫn đang dẫn ở Iowa với lại 465.995 phiếu bầu. Donald Trump mới là 352.928 phiếu bầu. Ai chà 50% report hơi nguy hiểm, hơi căng thẳng các bạn nhé, hơi căng thẳng. Cái bang này hơi căng thẳng một chút. Joe Biden đang dẫn đến 56% lận. Hơi ngạc nhiên cái bang mà ở ngay Michigan này, ở gần Wisconsin ấy, và Illinois ở giữa Mỹ. Thì Iowa đây là, xin lỗi các bạn, ở phía trên này hiện nay 50% thì đang ngả xanh. Điều này là rất bất ngờ, có 6 phiếu đại cử tri. Hy vọng 50% sẽ lật ngược lại, nhưng mà có vẻ không hiểu tại sao số thống kê này 56% nghiêng về phía ông Joe Biden rồi. Đấy là một cái bất ngờ thú vị đấy. Bất ngờ rất thú vị. Thị trường chứng khoán đang phản ứng, tất cả mọi người đang phản ứng theo hướng của Donald Trump, nhưng liệu có bất ngờ gì cho chúng ta hay không? 30 chưa phải là Tết. Ở phía Tây thì trời chưa sáng, chứ không phải chưa sáng mà chưa đến tối, nhưng mà dùng từ chưa sáng không chuẩn đâu.
ở bên phía Tây chưa đến hết buổi tối. Index thì nếu như bạn Azidat nói, nếu châm win thì thực sự là trong dài hạn từ giờ 2023 thì index sẽ là một cái cơ hội kiếm tiền cho các bạn. Nhưng mà tôi luôn luôn nói là cần phải điều chỉnh, tôi không biết là vừa rồi đã điều chỉnh đủ chưa. Theo đồ thị tuần thì nó vẫn cần phải điều chỉnh đấy. Nhưng mà có thể là sẽ gọi là tâm lý trong ngắn hạn. Đúng rồi, nhưng mà chưa có kết quả. Thì nhưng mà nó report 50% rồi, Jimmy Phạm ạ. Nó có nhiều nơi chưa có kết quả, vẫn còn hy vọng. Đấy, vẫn còn hy vọng. Trump win không sập vàng được Linh Vũ ạ. Bởi vì là Trump, anh đã nói một lần rồi. Đấy là Trump hứa hẹn một cái gói kích thích kinh tế còn lớn hơn cả gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ nữa. Mà vàng thì kiểu gì nó cũng phải lên thôi. Bởi vì kích thích kinh tế mà đưa tiền cho dân thì vàng nó lên chứ. Vàng thì rẻ thì mua, tích trữ gì đâu, không phải hỏi. Phiếu phổ thông, phiếu đại cử tri. Phiếu phổ thông, phiếu đại cử tri thì các bạn cứ... Bạn làm một việc đấy là bạn lên trên mạng, bạn Google cái đại cử phổ thông là bạn bào bầu từng bang. Còn đại cử tri là trong cái bang đấy, nếu mà bạn thắng phiếu phổ thông thì bạn thắng luôn phiếu cử đại cử tri đoàn. Nó giống như bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam vậy. Chúng ta không bầu chủ tịch nước, tổng thủ tướng, mà chúng ta sẽ bầu là các đại biểu Quốc hội ở các cấp phường, cấp xã. Sau đó những người đó thay mặt cho chúng ta bầu ra thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Ok. Anh giống bình luận viên bóng đá quá hả Như Ngọc. Thực ra thì đây là lần đầu tiên anh làm cái việc này, bởi vì anh rất quan tâm đến tiền của anh và tiền của mọi người. Trump lên ngành nào sẽ hưởng lợi? Dĩ nhiên là bất động sản, khu công nghiệp rồi em nhé. Về cuộc chiến tranh giành thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ là giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang một giai đoạn mới, và Việt Nam sẽ hứng tiếp cái dòng vốn FDI từ Hoa Kỳ. Bên Trung Quốc có thông tin hô hào dân gom đồ thiết yếu rất mạnh, là bởi vì sẽ bị đánh thuế nặng nữa nếu mà ông Donald Trump lên đấy. Cho nên giá cả hàng hóa sẽ tăng khủng khiếp các bạn nhá. Đừng có đùa. Trump lên thì có xuống tiền không? Xuống ở chỗ nào? Xuống ở dòng nào mới quan trọng. Các bạn phải xem mình xuống ở dòng nào. Dầu khí cũng sẽ ok. Và dòng dĩ nhiên là một số cái dòng về bất động sản, khu công nghiệp tôi nói rồi, chắc chắn là ok. Không thể có cửa khác. Thì cứ để xem đi, bởi vì hiện nay nó vẫn chưa có cái gì. Iowa đang ngả 51% rồi. Minnesota nghiêng hẳn về. Năm nay ông Joe Biden có vẻ đánh ở khu vực ở phía miền Trung của nước Mỹ cũng ác. Minnesota. Chỉ hơi ngạc nhiên là Iowa là hiện nay 51% đã ấy là bạn nghiêng về phía ông Joe Biden. Cái đấy là điều rất là ngạc nhiên. Bang Pennsylvania, Ohio lại gần như Ohio là Trump win này. Pennsylvania 42%, North Carolina 93% rồi. Khả năng ông Trump sẽ win được 15 phiếu đại cử tri tại North Carolina, và tỷ lệ sẽ nghiêng về phía ông Trump sẽ tăng lên. Nhưng các bạn nên lưu ý là ông Joe Biden gần như chắc chắn sẽ có 19 cộng với lại 55. Nó sẽ rơi vào khoảng 81 phiếu đại cử tri ở phía miền Tây, bờ Tây của nước Mỹ. 71 phiếu đại cử tri, xin lỗi các bạn. 71 phiếu đại cử tri. Ở đây là bờ 9, 74 phiếu đại cử tri nữa. Là ông sẽ có, là đương nhiên chiến thắng của ông sẽ là bao nhiêu, 133 cộng với lại 74 cộng 133 là 207 phiếu. 207 phiếu gần như chắc chắn nằm trong túi của cái ông Joe Biden này. Cộng với lại đây 11, là tôi sẽ dùng cái máy tính. Tôi sẽ tính 133 cộng với lại 55 của California, cộng với 7 của Oregon, cộng Washington là 12, là 207. Arizona mà nghiêng hẳn về phía, giả sử Arizona mà ông thắng luôn thì là sẽ có là 11 phiếu, là 218. Minnesota mà thắng, chắc chắn thắng rồi, cộng 10, 228.
228 thôi. 228 rồi các bạn ạ. À, nhưng mà khả năng thêm chiến thắng của Donald Trump rất cao đấy các bạn nhé. Chà chà. Hay quá. Hãy cứ tiếp tục theo dõi. Và nếu như chúng ta có khả năng mà chúng ta theo dõi được cái vụ này cũng sẽ rất là hay này. Đây, tôi đang theo dõi, tôi đang làm các phép tính cho các bạn đây. Vừa đang tương tác với các bạn và nói rằng là 6.000 người xem, đúng rồi, hiện nay đang 6.000 người xem đấy. À, đúng rồi, Lê Huy Hoàng tính đúng đấy, là 278. Ở đây có ai dự báo 278 không nhỉ? Thắng giải của Happy Life trên cộng đồng Happy Life tôi đã để thì hình như có người nào đó dự báo là 278. Tôi nhớ như in là các bạn dự báo 278, kinh khủng ấy. Thì thắng cái giải của Happy Life là hơn 2 triệu rưỡi phải. Quá hồi hộp Thái Huỳnh ạ. Và 42 điểm, Texas cố lên, đúng rồi, Texas cố lên 73% rồi. Chênh lệch là gần 400.000 phiếu. Wow. Ê, Florida là gần thắng rồi nha các bạn nha. Florida gần như chắc chắn thắng rồi các bạn. 29 phiếu dành cho Donald Trump. 5.627.491 phiếu đại cử tri, còn ông Joe Biden chỉ có 5.243.852 phiếu. Wow, 97% và 3% gần như chắc thắng rồi. Wow, chúng ta sẽ có là 115 cộng với 29, ông Donald Trump sẽ dẫn trước. Để lên cho nó đẹp, 115 cộng với 29 là 144 phiếu. Wow, chúng ta xem một Fox News các bạn nha. Fox News là rất tuyệt vời các bạn ơi, thắng Florida rồi. Nhưng mà hãy thắng Iowa nữa thì là tuyệt vời. Hiện nay ông Donald Trump đang bị dẫn ở cái bang Iowa này khá là nhiều. Có khả năng là nếu như ông Joe Biden mà thắng ở Iowa này thì chúng ta lại phải đợi đến mấy ngày nữa. Phải đợi mấy ngày nữa kiểm phiếu qua thư ở Pennsylvania để quyết định xem 20 phiếu cuối cùng này sẽ dành cho ai. Nhưng tôi mong ông Donald Trump chiến thắng luôn, không cần phải đợi. À, bây giờ trả tiền đậu cũng được, trả tiền đỗ cũng được nha, 144 phiếu. Tuyệt vời lắm các bạn ơi. Anh không hiển thị màn hình chính được bởi vì là anh không live stream bằng máy tính. Anh live stream hiện nay, anh live stream bằng điện thoại thông minh. Đấy, thế nên là các em thông cảm một chút là ở đây live stream bằng điện thoại thông minh này. À, cho nên là độ trăm là ok rồi. Ohio thế nào? Ohio không thắng được. Ohio thế nào? Ohio là 90%, gần như chắc thắng rồi các bạn. Gần như chắc thắng rồi. Michigan 42%, chưa nói được gì. Hơi bực mình cái câu chuyện là của Iowa nhá, 54% đang nghiêng về ông Joe Biden. Arizona 73% rồi, cố lên ông Donald Trump. Cố lên nhưng mà chênh lệch cao quá, khó thắng. Montana đang nghiêng về phía ông Donald Trump nhưng mà nó là cái mức khá là ít. Xem nào. Quay trở lại tính toán, ông Joe Biden chắc chắn là có 228 phiếu. 228 phiếu nha các bạn nha. Nếu không có gì xảy ra bất ngờ và ông không thắng được cái bang Pennsylvania này, chắc chắn tổng thống sẽ là Donald Trump. Khà, hồi hộp quá. Chung kết này là còn hơn cả Champions League nữa các bạn nha. Hơn rất nhiều ấy. Bởi vì nó liên quan đến tiền. Champions League thì liên quan đến câu chuyện là thắng thua, xong mày sướng cả chuyện thôi. Còn Champions League chỉ thắng thua rồi là kể chuyện chém nhau, là tao thích Real, tao thích Barca hay là tao thích Liverpool thôi. Thú vị. Rất thú vị. Cảm ơn người. Thị trường chứng khoán vẫn đang phản ứng dường như là Thượng Hải. Chứng khoán Thượng Hải có vẻ không vui lắm. Chỉ có chứng khoán Thượng Hải thì chỉ có
tăng có tí tí, coi như là không tăng. Chứng khoán Nhật như tôi nói là đồng minh của Mỹ mà. Hôm nay bây giờ đang là 23 giờ Mỹ ở New York và Florida. Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng ở Florida của ông Donald Trump có 1 tiếng nữa, mà không đến 1 tiếng nữa 97% rồi là chắc chắn thắng rồi. Ohio là 90% rồi, gần như thắng rồi. North Carolina 94% khả năng chiến thắng của ông Donald Trump rất cao. Georgia, hãy cố lên Georgia, 16 phiếu của ông Donald Trump, 54%, 65% rồi. Texas 73% đã nghiêng, đã bầu cử. Wisconsin 56%, Michigan 42%, Iowa có 6 phiếu làm bực bội. Nebraska thì 46 phiếu. Maine 38,35%, tức là khả năng là thắng cao đấy. 97% rồi anh em ạ, 97% ở Florida rồi. Gay cấn quá trời, gay cấn. Gay cấn quá, người Việt cũng, người Việt còn mê ông Trump hơn cả ông như người Mỹ nữa thì chết. Anh Hải ở California mà ủng hộ Donald Trump, mà người ủng hộ ông Joe Biden lớn hơn đúng không? 207 ở đâu ra? Ôi ôi, 207 gần như chiến thắng rồi đấy. Thì hiện nay đúng là 207 rồi đây. Hiện nay 207 là người ta đang projection là chắc thắng luôn cái bang đấy, chắc thắng luôn. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết anh ơi. Thực sự là 30 chưa phải là Tết, bởi vì những cái bang kia nó chưa fill cái số của ông Donald Trump lên thôi. À, Dương Dương 207 là chúng ta nhìn 209, 112 về Cali kiểm phiếu xong, không có gì ngạc nhiên. Oregon kiểm phiếu xong, Washington kiểm phiếu xong, những cái bang mà kiểm phiếu xong thì những cái bang mà chúng ta đã nói đó, là chúng ta không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì là cái này nó là bình thường. Ohio thì chắc chắn là số phiếu nghiêng về phía ông Donald Trump phải kiểm phiếu 90% rồi các bạn. Tí nữa cộng dồn vào cái là xong mà. Có sao đâu. Đợi đi, trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. Đó. 212 và 118 rồi. Tại vì là bang một số một bên ở Việt Nam là projection là chưa projection Arizona vào. Mới đang projection cái gì vào đây? Virginia, Illinois thì đã xong rồi. Đó. Học giả Ngô Di Lân nói rằng là chiến dịch của ông Donald Trump tốt hơn nhiều. Về chiến dịch của ông gửi đi thông điệp theo kiểu tiêu cực lo sợ. Chẳng hạn ông Donald Trump dạ người dân là nếu bầu cho Biden thì sẽ không có việc làm. Cho nên đây là động lực lớn đủ để cử tri Cộng Hòa đi bỏ phiếu. Dự kiến là có hơn 160 triệu. Hơn 160 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu. Ở New Hampshire thì ông Biden chính thức chiến thắng ở New Hampshire rồi. Mấy cái bang nhỏ thì mình không tính đi. Montana. Điều thú vị là Montana đang nghiêng về phía ông Donald Trump 32%. Ồ, nó lên một phát. Một phát một luôn. Florida đã có chiến thắng dành cho Donald Trump. Oh yeah, 29 phiếu. 29 phiếu đã dành cho Donald Trump rồi. Ở Florida, bang chiến địa. Bang chiến địa. Bang chiến địa đã có 29 phiếu. Chưa cập nhật lên, nhưng mà trên bản đồ của Fox News thì chính thức Florida thuộc về Đảng Cộng Hòa. Với 5.628 phiếu và 97%, chúc mừng ông Donald Trump. Chúc mừng Donald Trump. Florida, tuyệt vời quá. Chính thức rồi các bạn ạ. Florida, thắng rồi. Cập nhật cho anh em, thắng rồi nha.
hơi lác cả các bạn, nhưng mà hy vọng là 7.000 người đang theo dõi Florida, chúng ta chiến thắng và chúng ta đợi cho Fox News cập nhật tỷ lệ mới 148-207. Nhưng mà 207 này của ông Joe Biden là gần như không có bất cứ một cái đột phá nào nữa các bạn nhé, không có bất cứ một đột phá nào nữa, bởi vì tất cả các bang khác còn lại của ông Joe Biden còn rất nhỏ. Hãy cố lên Texas đâu, Texas ơi, Texas có 74% phố phiếu được kiểm đang nghiêng về phía ông Donald Trump. Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng các bạn thực sự là những người hướng về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không cần phải tăng thuế, không tăng thuế, stupid, nếu tăng thuế là stupid. Anh đang rất vui nếu anh dự báo sai, Linh Linh ơi. Nếu anh dự báo sai và anh trung độ thì quá là vui. Anh là hope for the best but prepare for the worst. À, bởi vì mình luôn luôn có kịch bản, tôi cũng chả quan tâm đến câu chuyện tôi sai đâu. Sai mà lại có tiền thì cũng được, hạnh phúc lắm. Chứ còn mà sai đúng mà mất tiền thì mới là đau, chứ còn sai mà có tiền thì đời nó tươi. À các bạn ha. Ai xà xà, nó còn hồi hộp hơn cả bầu cử tổng thống Mỹ ấy. Hồi hơn cả kiểu quân cúp ấy. Đang dẫn Texas đang đỏ, đỏ ở đây thì tuyệt vời luôn. Georgia 65% đang dẫn ở Georgia luôn. North Carolina thắng là rất cao, sẽ tuyên bố chiến thắng sau 3% kiểm phiếu nữa. Gia đình em đi bầu hết cho ông Donald Trump ở Texas hả em? Thiên đi bầu ở Texas, bầu hết cho Donald Trump. Em sống ở đâu? Sống ở sống đâu? Anh em bầu cho Texas sống đâu vậy? Houston à? Hay là Austin? Anh cũng mong anh sai. Vũ Thanh Minh ạ, à, chứ anh có muốn đúng đâu. Đúng mà mất tiền thì sao? À, đúng không? Dallas hả em? À ok. Dallas thì đúng rồi, nếu mà Dallas, sân bay Dallas quá to luôn. Lần nào anh bay về Việt Nam anh phải đi qua Georgia, anh luôn chuyển ở đấy, ở Dallas, bởi vì anh bay từ bờ đông về Việt Nam thì về sân bay của Nhật ấy, Narita, thì phải bay không qua trung chuyển, cái trạm trung chuyển Dallas Fort này. Trump lên thì giá dầu khả năng cũng sẽ tăng đấy, bởi vì Trump thì vì sao này như vậy, bởi vì nó chỉ bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch thôi, chứ còn các bạn cứ bet vào cửa dầu khí cho tôi. Lý do tại sao? Bởi vì ông Donald Trump này ông không quan tâm đến các hiệp định về biến đổi khí hậu đâu, ông quan tâm đến việc làm nước Mỹ. Thì hiện nay các bạn thấy những cái bang mà bỏ phiếu cho ông là như thế nào, Wisconsin đi, rồi một số bang ở Florida hay Texas, đặc biệt là tân dân Texas là về dân dầu khí mà, fracking oil, dầu đá phiến, hay là ở khu vực ở vịnh Mexico đấy. Từ các bạn nhìn này, toàn bộ khu vực mà có dầu khí của Mỹ là gồm Florida, khu vực ở các bang công nghiệp nước Mỹ, Louisiana, Mississippi ha, rồi Alabama. Thế các bạn thấy là cả Texas nữa, là khu vực ở vùng khu vực vịnh Mexico này, thì người ta kinh doanh về liên quan đến những cái tài nguyên thiên nhiên và các cái khí ở dưới lòng đất ấy. Nếu và phía Bắc nữa, và miền Trung của nước Mỹ thì phần lớn là dựa vào tài nguyên thiên nhiên, cho nên người ta mới bầu ông Donald Trump. Thì ông Donald Trump lên mà ông tự dưng đi vào cái gọi là chống biến đổi khí hậu làm gì? Đẹp vì ông nước Mỹ của ông là trên hết, cho nên ông phải lo cái cơm áo gạo tiền cho dân của ông, thì người dân có việc làm và các ngành công nghiệp về dầu mỏ, khai thác dầu mỏ nó sẽ phải làm sao khai thác được. Và những cái quá trình mà các bạn có thể để ý trong suốt 4 năm nhiệm kỳ của ông, thì ở phía Ả Rập Saudi đó, ông ủng hộ rất lớn ở phía Trung Đông, ở Trung Đông và tập trung vào Ấn Độ, trên khu vực đó thì giá dầu kiểu gì cũng lên lại. Các bạn bet vào cửa dầu khí cho tôi, à, các bạn nhá. Làm một chầu bia nhưng mà em đã phải trung độ rồi. Lê Thanh Tùng ạ. OPEC và Nga không dìm giá dầu đâu. Thực ra OPEC và Nga còn muốn giá dầu lên nữa đấy, nhưng mà vì do cái đại dịch Covid xảy ra thì tôi nghĩ là người thiệt hại nhất nếu ông Donald Trump lên thì chính là Trung Quốc. Các bạn ạ. Tôi thì tôi mong là tôi sai. Tôi sai ở đây là tôi đặt cửa sai thôi, chứ trái tim tôi luôn luôn nói rồi, tôi hướng về ông Đỗ Nam Trung. Dương Duy Bách kêu đẹp trai, người đẹp trai là Donald Trump đẹp trai, tôi đẹp trai gì, tiền quan trọng, tiền nó có vào với tôi mới đẹp trai. 7.400 người đang coi,
Alaska thì đang kiểm nhưng mà nó không có cái báo cáo. Khả năng là phải đến 1 giờ sáng Mỹ mới có. Chắc là ông Donald Trump đang tweet cái gì, để xem tôi xem đang tweet cái gì trên Twitter đây. Để xem cái tôi cập nhật cho các bạn luôn. Tuyệt vời. Các bạn cứ xem là Twitter Donald Trump đang nói gì nhá. Chắc là cả gia đình đang ăn mừng cho cái vụ. Ê, ông đang vote này, vote là hôm qua vẫn còn thời gian. 4 giờ trước là we are looking really good over the country, thank you. Là 4 giờ trước ông ta nói rằng là chúng ta đang cảm giác rất là sung sướng ở tất cả các cả nước. Đây rồi, xem nào, ông Donald Trump sao không tweet thì lên ông chiến thắng ở đại ca mới chiến thắng ở Florida rồi. Vote đi. Một số bạn bảo tôi là làm bình luận văn bóng đá luôn này. Tôi không thích bóng đá theo kiểu để mình làm bình luận viên. Nếu mà về bình luận về tiền, về chính trị thì rất là khoái, bởi vì nó liên quan túi tiền mà. Gì 207 cộng 55 bằng 262? Cái 55 là tính rồi em ơi. 207 mà tính cho Joe Biden là đã thắng rồi đấy Vương Giang ơi. Không tính được đâu. Hết rồi em ơi. Xem màn hình không được bởi vì anh livestream bằng điện thoại, chứ không phải là anh không muốn xem màn hình. Thôi để lần tới tôi sẽ làm một cái livestream trên OBS đi, xem màn hình cho nó phê. Là một cái crew, cái studio tôi đang xây, một cái studio ở phía Độc Lập, thì sẽ rất là xịn sò để có thể livestream cho các bạn, và các bạn sẽ nhìn thấy màn hình tôi đang nói gì luôn. Dầu mỏ sẽ là ngành, tất cả ngành dầu khí Việt Nam sau đại hội đảng, tôi nghĩ như thế. Và với sự chiến thắng của Joe Biden là một cái chỗ để cược rất tốt. Nhóm thoái vốn cũng là một cái nhóm chúng ta cược rất tốt. Chi tiết thế nào tôi sẽ chia sẻ ở các cái chương trình của hội viên. Ngày hôm qua tôi hỏi là có chương trình hội viên các bạn có hứng thú không, thì gần như đến 10.000 người yêu thích là nếu ông Thái Phạm làm hội viên thì sẽ đăng ký. Tôi sẽ để một cái chương trình hội viên ở mức phù hợp cho các bạn. Nhưng mà bình luận về từng cái kết quả, từng cái cổ phiếu một ấy, thì không thể share được public, bởi vì public ở đây có rất nhiều lái rồi không phải lái là người, tôi rất tôn trọng những người bạn lái của tôi và những người mà tạo lập. Thế nhưng mà có một số người vốn nhỏ vào thì nó làm loạn hết cả các cái cuộc chơi đi, và khả năng nó không tạo ra cái sự thay đổi gì đặc biệt cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng là làm cái chương trình hội viên sẽ rất là thú vị hơn so với lại câu chuyện là chúng ta làm một cái gì nó free public, bởi vì tôi không tin vào những bữa trưa miễn phí. Nếu mà để phục vụ cho các bạn thì tốt nhất là các bạn trả phí một khoản phí nhỏ, sau đó thì chúng ta sẽ có những sự chăm sóc nó tiện tình hơn, có group Zalo này nọ thì nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Virginia thì là thắng cho ông Biden rồi, phiếu của ông Donald Trump là phiếu vụt. Xin lỗi các bạn, Virginia xin lỗi các bạn đang declare phiếu là cho ông Donald Trump là 52,3% nhưng vẫn đang để ngả vào màu xanh. Thì tôi cũng và thấy tuyên bố là chiến thắng thì không biết là như thế nào. Để tôi refresh lại. Hồ 148 vẫn chưa gì thay đổi. Georgia cố lên 67%. North Carolina còn 3% nữa là ông Donald Trump thắng. Cái Iowa này có vẻ đang thu hút. Cái Iowa là ông Donald Trump đang kiếm kém ông Joe Biden là số phiếu là vào khoảng 42.000 phiếu, cái số phiếu cũng khá là lớn. Báo nói là bỏ tranh tử là đúng, là bỏ ông Bin, bỏ sang ông Trump, là bởi vì người ta tính cái phiếu của California, Oregon và Washington vào. Một số bang như Texas này, Georgia, North Carolina hay là bang Wisconsin, rồi cả bang Michigan, Ohio và Pennsylvania, tất cả những cái thứ đấy chưa tính vào trong Donald Trump mà các bạn. Bây giờ ông Joe Biden có 207 phiếu nhé, chúng ta tính lại nhé, nếu 207 phiếu, ông còn có khả năng thắng ở đâu nữa? 207, giả sử ông thắng ở đây Alaska thì chắc chắn khó thắng đấy nhé, Alaska xem nào. Hồi hộp vãi. Thế nào đây? Alaska là có 3 phiếu thì mọi người đang dự báo là nghiêng về phía ông Donald Trump.
đang dự báo là nghiêng về ông Donald Trump. Chỉ cái sân dự báo của Nevada 6 phiếu thì chưa biết thế nào. Montana thì cũng đang nghiêng về ông Donald Trump. Đấy, thì bây giờ chúng ta cộng dùm tôi là 207 cộng với là 11 đi. Xác suất thôi, vì là vẫn còn có cái cửa 207 cộng với lại giả sử ông thắng ở ông Joe Biden thắng thêm Arizona 11 phiếu cộng thêm với lại New Mexico là đưa là 5 phiếu nữa là 223 phiếu. Minnesota thắng 10 phiếu là 233 phiếu. Thắng luôn Iowa thì 6 phiếu là 239 phiếu. Thắng luôn cái bang Maine là mấy phiếu đây? 4 phiếu. Là cộng 4 phiếu là bằng 2. Ôi chết rồi. 239 rồi đúng không? 9 cộng với lại 4. 243 phiếu. Đấy. 243 phiếu cộng luôn cả Nebraska, nếu mà Nebraska thì chắc không có cửa thắng. Khả năng chỉ có được khoảng 250 phiếu thôi các bạn. Đấy là cái tối đa của Donald Trump. À quên, Joe Biden. Hai trăm bốn mươi mấy phiếu thôi thì bây giờ cửa thắng khá là cao, bởi vì mấy bang miền Trump lên 272 rồi, là xác suất như thế. Nhưng mà không biết thế nào, hồi hộp hơn cả đi xem bóng đá World Cup thế này, xem ông Donald Trump đang nói gì không. Cố lên các bạn. Bất động sản, khu công nghiệp và dầu khí. Index cũng bắt đầu có những cái dấu hiệu. Nhật Bản có vẻ những người đầu tư Nhật Bản đang đặt cửa cho Donald Trump. Còn ở Trung Quốc đang buồn lắm. Shanghai đang buồn lắm các bạn ạ. Chỉ số chứng khoán thâm quyến cũng chỉ tăng 0,31%. Mọi người đang lo lắng. Chỉ số của China A50 với các cái công ty công nghệ của Alibaba này nọ đều đang rất là lo lắng. Chỉ số chứng khoán Mỹ các bạn thấy không? Tương lai đang tăng 1,56%. Future Dow Jones tăng 0,82%. Vàng lấy lại đà tăng rồi, đà suy giảm đã bắt đầu lấy lại được. Dòng dầu khí cũng đang bắt đầu có những tín hiệu tốt. Ôi giời ơi, cứ gọi là hay. Cụ nói gì đây? Cụ đi ngủ, cụ chập mắt à? Cụ Donald Trump đang chập mắt, chưa thấy nói năng gì cả. Xem nào thật sự với các bạn để xem Ivanka nói gì. Ivanka Trump nói gì đi. Xem nào, 6 giờ trước, cả gia đình này chắc đang nghỉ ngơi rồi vì làm việc quá cật lực đi. Bao nhiêu phiếu? Georgia cố lên 70% rồi. 74%. North Carolina, tôi chắc chắn với các bạn, tôi chắc chắn cao với các bạn là ông Donald Trump sẽ thắng North Carolina. Còn ẩn số Nevada nữa. Hơi bực mình với lại cái bên Iowa. Hy vọng nó sẽ chuyển đỏ. Nó sẽ chuyển đỏ sau lên đến 80%. Ui giời ơi. Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC. Đúng rồi, 212 phiếu phải không ạ? Hina Sama. Biden, Fox News là 207 rồi em ạ. Joe Biden 207, còn Donald Trump 148. Cho nên nhiều khi không biết, cứ nghĩ rằng là khả năng chiến thắng ông Joe Biden cao đấy. Virginia anh không hiểu tại sao lại màu xanh sớm như vậy, trong khi cái mà nhưng mà thôi, thì bang này với bang New York thì nó có truyền thống ủng hộ cho đảng dân chủ rồi, cho nên mình cũng không care lý do tại sao. Truyền thống đấy. Và đây là điểm tin của fan cuồng ấy, mình phải xem như thế nào chứ còn bây giờ mình ồ hay quá. Thực ra thì các dự báo của mọi người là khá là chính xác, chỉ có chệch cái bang hiện nay đang chệch cái bang Arizona chút xíu, chệch cái bang Iowa. Nhưng mà cái bang Iowa và Arizona thì 17 phiếu thôi đấy,
Còn những cái bang khác thì tất cả nằm trong tính toán của chúng ta. Tất cả nằm trong tính toán của chúng ta. Nevada, Nevada là có Las Vegas, là bọn tư bản gộc. Tư bản mà chủ yếu là bán lấy tiền lên cho các bạn sẽ thấy rằng là mọi người sẽ thấy rằng là đối với tư bản gộc họ không quan tâm nhiều lắm đến cái chủ nghĩa là chia lại trong lấy một người giàu chưa cho người nghèo đâu các bạn nhá. Florida là win rồi chứ Quang, win luôn rồi chứ sao lại chưa win? Win rồi, đỏ là declare rồi, 98% là win rồi. Florida là win mà đã cộng luôn cho Donald Trump 148 rồi mà. Đấy. Cali thì không kiểm phiếu nhưng mà khả năng là mình nói là Cali chắc chắn là thắng ấy. Bởi vì là đây người ta cộng luôn cho ông Joe Biden là đây Cali là 55 rồi này. Oregon là ông cộng 3 bang cho Joe Biden luôn mà. Nhá, bây giờ chúng ta cùng điểm lại này. Ông Donald Trump thắng 8 phiếu ở Kentucky. West Virginia là thắng 5 phiếu. Alabama là 9 phiếu. Missouri là 10 phiếu. Mississippi là 6 phiếu. Oklahoma là 7 phiếu. Tennessee là 11 phiếu. Gà rán Tennessee. Indiana là 11. Arkansas là 6 phiếu. Louisiana 8 phiếu. Một số bang nhỏ khác, ví dụ như là Nebraska at large, rồi North Dakota, South Dakota, Wyoming, một bên Kansas 6 phiếu, South Carolina là 9 phiếu. Bây giờ còn North mà thắng nốt nữa, gần như thắng nốt nữa thì là đến 15 phiếu cơ. Chúng ta sẽ thấy khoảng cách thu hẹp lại. Utah là 6 phiếu. Idaho là 4 phiếu, Florida thắng 29 phiếu là 148, 2 là 7 rồi. Chưa nói rõ được anh Bùi Hữu Bình ạ, bởi vì là cái Pennsylvania này có khả năng phải đến ngày mai mới cái kiểm phiếu, mà nếu như ông không giành được cái chiến thắng mà 270 phiếu ngày hôm nay mà phải đợi cái bang này để có 270 phiếu thì chúng ta chưa declare là tổng thống được. Đúng không ạ? Đúng rồi, dân số của bang sẽ ảnh hưởng đến số phiếu đại cử tri các bạn nhé. Iowa đổi chưa hả em? Iowa là 49. Oh yeah, Iowa đổi qua rồi. Oh man, 6 phiếu chuẩn bị đổi qua phía của ông Donald Trump. Oh yeah baby. Oh, Arizona thất thủ là chắc chắn rồi. Không có khả năng thắng, mất 200, thất thủ Arizona. Nhưng mà Iowa đổi sang màu hồng rồi. Wow, oh yeah baby. Đổi qua rồi đây. Thú vị quá. La. Bây giờ là gì? Bây giờ là chúng ta sẽ phải xem là hope for the best, prepare for the worst. Hy vọng những cái gì đang xảy ra vẫn cứ tiếp tục như thế này. Nevada thì có Las Vegas chắc chắn là sẽ không bầu cho ông Joe Biden đâu. Tôi nghĩ vậy bởi vì là nó là tiền. Ở Arizona thất thủ rồi. Chính thức là Arizona là được cộng vào phiếu của ông Joe Biden. Và ông đã có 207 phiếu. 218 rồi các bạn. Bởi vì Arizona thất thủ. Nhưng chưa, chúng ta chưa kiểm phiếu ở những cái bang mà bây giờ tôi cộng cho ông Joe Biden này. Xem nào. À, cộng cho ông Donald Trump đi ha. Các bạn thấy cộng cho Joe Biden nhiều bởi vì tôi cứ thằng ai mà dưới 270 thì sẽ không cộng. 148 chúng ta cộng với lại Texas 38 giả sử thế mà khả năng chiến thắng cao. 75% rồi, thắng rồi. Georgia khả năng thắng rất cao là 16, cộng 16 nữa là 202 các bạn. Nếu mà ông Donald Trump thắng ở Georgia và Texas là phiếu lên 202 ngay. Thắng North Carolina mới có được 55% phiếu bầu. Nhưng giả sử thắng đi thì chúng ta sẽ có thêm là 15 phiếu, là 217. Chúng ta thắng luôn cái bang Wisconsin là được 10 phiếu.
227 thắng Michigan là được 16 phiếu. Là được 243 thắng, chắc chắn thắng Ohio, gần như chắc chắn thắng Ohio rồi, là cộng thêm 18 phiếu Ohio. 261. Ôi các bạn ơi, có khi thắng luôn Nevada và thắng với lại Nevada này, và thắng Montana là cộng 9 phiếu, 6 phiếu của Nevada và 9 phiếu của Montana là thắng luôn ngày hôm nay. Là đúng 270 phiếu. Bang. Các bạn ơi, khoảng 270 phiếu, không cần kiểm phiếu, không cần kiểm phiếu của Pennsylvania nhé các bạn nhé. Nếu như ông Donald Trump thắng ở Georgia, thắng ở ở North Carolina, thắng ở Texas, thắng ở Nevada, thắng ở Montana, thắng ở Iowa, thắng ở Wisconsin, thắng ở Michigan, thắng ở Ohio, là ông ta vượt qua 270 phiếu. Và 1:30 chiều ngày hôm nay chúng ta có tổng thống mới, vẫn tiếp tục là ông Donald Trump sẽ là win. Còn nếu như mà không thắng được ở những cái bang này mà bị những cái bang chiến trường như là oh man, 57% họ 57%, 49,4%, 74% đang nghiêng về Iowa của Donald Trump rồi, thì nếu mà chúng ta không thắng được, chúng ta buộc phải đợi ở Pennsylvania và phải đợi hết ngày 14, mùng 4 tháng 11. Quá hay. Thị trường đang cũng sẽ là rất là thú vị ấy. Tất nhiên có thể là nó sẽ là bán khi ra tin ấy. Các bạn mà hào hứng quá các bạn mua vào. Bây giờ nhiều khi lúc Donald Trump thắng cử thật sự ấy, lúc ấy thị trường nó mới sập, thì lúc đấy toi. Nên các bạn cứ bình tĩnh nhá, mua bán thì cứ bình tĩnh thôi. Không phải là thị trường thì nó không phải diễn tiến theo kiểu một sớm một chiều đâu. Cứ bình tĩnh. Tại sao có một số bạn bảo tôi là bây giờ ông Thái mới cười, bảo bây giờ mình phải nói thế chứ, bây giờ mình mà bảo mình sướng quá nhưng khi nó lại tụt mút thì sao? Ngon. Ngon rồi. Có thể lắm. Một pha lật kèo kinh điển ấy. Nhưng mà mất Arizona thì cũng hơi phí. Mất Arizona. 75% phiếu ở Iowa đã nghiêng về phía ông Donald Trump và 610.000 phiếu đã kiểm. Nếu đến thời điểm này chúng ta có thể thấy rằng là phiếu bầu của phiếu phổ thông là ông Donald Trump đang dẫn là 52.248.000 người bầu cử cho ông Donald Trump. Còn ông Joe Biden là 52.000.000. Lên nhanh quá, từ từ. Hình như là đang có sự thay đổi gì ở đây. Số lượng kiểm phiếu đang là 54.498.000 nghiêng về phía ông Joe Biden. Có lẽ do bang California nó rất là đông. 48% đang ứng ở California, nó ủng hộ dân chủ kinh khủng. 70% ủng hộ Joe Biden mà. Donald Trump là 28. Bởi vậy các bạn có thấy ông Donald Trump đi tranh cử ở ấy đâu. Nhiều ông bây giờ nhìn đang sợ, thấy 218 đang sợ. Chưa thấy nói gì. Stay in line, do not leave, we need you. Red wave, làn sóng đỏ. Chả biết thế nào, xem Eric Trump có nói gì không. Eric Trump cũng chắc đi ngủ rồi. Hay là đang làm gì đây? Hold the line, vote Donald Trump. Mọi thứ đang diễn tiến tốt. Vàng đang rút chân lên. Chứng khoán vẫn đang phản ứng theo đúng kịch bản Donald Trump thắng. Nikki đang ngon. Trung Quốc thì vẫn vậy, không có gì thay đổi. Dầu khí đang tăng. Nhưng có thể là bán khi ra tin ấy, chả biết được. Cho nên mình đừng hào hứng mình mua vào. Cảm xúc và đầu tư là hai kẻ thù của nhau. Cứ bình tĩnh tự tin không cay cú. Các bạn nhé. Bởi vì nếu chúng ta không mua ngày hôm nay thì chúng ta có thể chờ đợi điều chỉnh mua. Nhất thiết là phải mua ngày hôm nay. Đấy, đâu nhất thiết phải mua ngày hôm nay. Nhỡ nó có gì xảy ra thì sao? Đấy, kiểu thế, mọi người cứ bình tĩnh. Thì tôi nghĩ rằng là cái bầu cử Mỹ này thì nó là một phần thôi. Cái chính chúng ta cần quan tâm đấy là sau bầu cử Mỹ thì những chính sách đối ngoại nó sẽ như thế nào. Hy vọng Donald Trump tiếp tục. Ông Pompeo sang Việt Nam thì mọi thứ đối với chính quyền Việt Nam nó vẫn vậy. Đấy là cái chúng ta quan tâm.
Ôi mẹ ơi. Xem nào. Xanh xong hết rồi đấy. Hòa Đặng bảo là đang chờ cú giảm và quà từ anh Thái là Thái Phạm là xong. Cú giảm thì cú giảm như thế nào bây giờ hả Hòa Đặng? Mấy giờ anh nghĩ là 1:30 em ạ. 1:30 xong. Quang Dựa, 1:30 nghĩ là xong bởi vì có thông tin của Texas này. Texas 76% rồi này. Georgia là 70% này. Hiện nay là xem nào, bầu cử của Mỹ có những cái bất ngờ, những kịch bản bất ngờ gì không? Chúng ta sẽ xem có những cái bất ngờ gì nữa về kịch bản không? Thực sự là ở Iowa bây giờ là không có khó có cửa thắng cho ông Joe Biden nhé. Georgia cũng 70% khó có cửa thắng về số phiếu, trên mấy trăm ngàn phiếu lận. North Carolina thì ông Donald Trump cũng khả năng thắng cao phải còn 6% nữa thôi. Texas là 76% fill in rồi. Michigan 48%. Michigan đây. Wisconsin cũng 64% rồi các bạn. Ồ, 77% cho Iowa rồi. 77% rồi. Ông Donald Trump đang dẫn trước là 25.000 phiếu. 25.300 phiếu tại cái bang này. Nebraska là đã claim thắng luôn. Nevada. Các bạn hãy chờ đợi đi. Đó, các bạn chờ đợi đi. 223 dành cho ông Joe Biden rồi. Thắng New Mexico mà claim luôn New Mexico. Có gì đâu ngạc nhiên. Bây giờ ông còn thắng được chỗ nào nữa? Ông còn thêm 10 phiếu nữa của Minnesota. Thì là 233. Đúng không? Hết rồi. Đây nha các bạn xem nhá. Ông thắng những cái bang nào này? Ông Joe Biden này, Vermont thắng 3 phiếu, Virginia cứ giả sử thắng luôn 13 phiếu, Connecticut là 7 phiếu, District of Delaware rồi Illinois thắng rồi, Maryland 10 phiếu, Massachusetts là 11 phiếu, New Jersey là 14 phiếu, Rhode Island, Colorado rồi New York, New Hampshire, California, Oregon, Washington, Arizona và New Mexico. Thế là màu xanh thì là chúng ta đã thấy là claim hết rồi. Bây giờ còn các bang màu hồng mà chuyển sang đảng Cộng Hòa nữa là coi như ông Trump thắng. Trump nhất định thắng. Joe level up. Liệu rằng ông có thể trở thành một tiền đạo thực sự để bàn chuẩn xác hay không? Thôi mình không nói tàu tiếc các thứ nghe đấy. Nevada sao chưa kiểm phiếu? Nevada ở hơi ngạc nhiên, chưa kiểm phiếu tí gì à. Xem màn hình không được, anh đang live stream ở trên điện thoại. Khổ điện thoại chứ có phải là live stream ở trên màn hình đâu. Tranh nhau xe đếm vậy là 280. Không, Texas thì có gì đâu lo lắng nhỉ. 76% đang nghiêng số phiếu nhiều lắm, 500.000 phiếu khó phiêu lắm mọi người ạ. Texas là thắng bởi vì giờ cộng Texas 38 và nữa là ông Donald Trump sẽ có là 184 rồi, cộng Georgia 16 là 200 luôn, cộng với lại cái South Carolina, North Carolina là 215 luôn, cộng thêm một cái là Ohio nữa là 118 là thắng á. Michigan này ông thắng rồi, khả năng thắng. Nevada cho xanh đi đó. Ở 2016 cho xanh đi. Thì Joe Biden có là 229 đúng không? Cộng với lại Minnesota là 10 thì có phải là 239 không? 239 thôi. Hết rồi. Cho Hawaii nữa là 239 là 240 mấy thôi. Thánh lội ngược dòng. Đúng không? Thánh lội ngược dòng chứ không phải không. Thực sự với các bạn là đến thời điểm này quá tuyệt vời luôn. Không thể chờ đợi đi.
Thực ra tôi làm video tôi bảo là đây là trận chiến cuối cùng của ông Joe Biden rồi. À, trận chiến cuối cùng với ông quá xa. Nếu ông không làm tổng thống bây giờ thì không biết tổng thống nào, mà tôi không thể hình dung mà tổng thống Mỹ mà tổng thống Mỹ mà 82 tuổi như thế nào. Trên cuộc đời thì chỉ có Mahathir của Malaysia là 92 tuổi tham quyền cố vị, hay là trong lịch sử có một vĩ nhân tức là vĩ nhân thì mình nói vĩ nhân great man thì theo cái lời của Trung Quốc ấy. Nhưng mà phải nói Đặng Tiểu Bình thì cũng là một người gọi là tough cookie, mà ông già gân lãnh đạo đến năm gần 90 tuổi thì Lý Quang Diệu cũng là một người như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không thể nào một người Mỹ mà 82 tuổi ăn nói nó như thế mà có thể là đứng tổng thống này. Biden là hết cửa thắng rồi. Hết cửa nếu không có gì thay đổi. Iowa 78% in rồi nhá. Georgia 71, North Carolina 94, Texas 77. Cập nhật cứ hồi hộp như từng ngày. Pennsylvania 51, 48. Các bạn ơi, cái bang Wisconsin là 67% đã kiểm phiếu. Và thực sự là vì cái bang này nó cũng ít dân ấy, cho nên là các bạn thấy là tranh nhau đến 105.000 phiếu nhưng mà rất khó để thu hẹp khoảng cách. Cái bây giờ tôi rất quan tâm đến bang Iowa. Iowa thì là tranh nhau là 42.000 phiếu rồi các bạn ạ, dành cho ông Donald Trump. Bang Montana tranh nhau 10.000 phiếu. Nevada thì cứ xanh đi, kết quả của năm 2016 đi. Bầu cử Mỹ năm 2016 thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là bầu cử Mỹ năm 2016 là cái bang mà, đúng rồi, bang Nevada năm 2016 là cũng ủng hộ ông bà Hillary Clinton. Nhưng cái bang mà Arizona ấy, bang chiến trường là bị cướp rồi. Đấy, như New Mexico với lại Colorado thì vẫn ủng hộ bên đảng mà Dân Chủ. Minnesota thì cũng vậy. Và Illinois thì cũng vậy. Gần như sẽ không có quá nhiều bức tranh thay đổi lắm. Chỉ có một cái là hơi bất ngờ năm nay, đó là hơi bất ngờ đấy các bạn. Là cái phần mà ở đây này, là chúng ta có mấy cái hạt, có 4 phiếu ở cái hạt ở Maine, thực ra khu vực này gần như sẽ giữ nguyên như thế. Nếu như mà mọi thứ chỉ có bị mất Arizona thôi. Nếu Nevada, thôi bây giờ thực ra là như này này, để xem nào, 60%, hồi hộp quá. Michigan đây. Chà, năm 2016 là ông Donald Trump thắng 304, còn bà Hillary Clinton là 227. Năm nay thì ông Joe Biden có thể sẽ khá hơn tí, bởi vì thắng được Arizona là 223 rồi. Chưa có gì thay đổi nhiều. Cố lên. Senate thì sao? Hiện nay Đảng Cộng Hòa hiện nay nhá, là chúng ta sẽ thấy một điều rất là thú vị. Đó là hiện nay Đảng Cộng Hòa đang chiếm 140 ghế ở Hạ Viện. Và Đảng Dân Chủ là có 112 phiếu thôi. Có nghĩa là Hạ Viện của bà Pelosi đó, là Đảng Cộng Hòa có vẻ như đang giành chiến thắng này. Còn ở Đảng ở Thượng Viện thì là 44 phiếu của Đảng Cộng Hòa và 45 phiếu của Đảng Dân Chủ. Đấy. Thú vị quá. 80% Iowa rồi các bạn, 80% rồi. Và khả năng chiến thắng của ông Donald Trump vẫn đang rất cao ở bang Iowa. Hiện nay là 37.000 phiếu tranh nghiêng về phía ông Donald Trump, nghiêng về phía ông Donald Trump. Wisconsin 67% phiếu. Michigan 49% phiếu đã được kiểm. North Carolina 94%. Georgia 75%. Texas
Texas là 7 Texas là 77%. Không có lật ngược thế cờ thì ông Donald Trump vẫn thắng. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nhưng mà chứng khoán Mỹ bắt đầu giảm lại. Hang Seng của Hồng Kông giảm. Thì tôi nghĩ là nó sẽ bán khi ra tin ấy. Nhiều khi mọi người hào hứng mua về vì ông Donald Trump, nhiều khi là nó bán ra tin ấy. Thanh khoản thị trường, xin lỗi các bạn, là thanh khoản thị trường sáng nay cũng lèo tèo lắm. VN Index ngày hôm nay lên là 939 điểm, nhưng mà thanh khoản thì các bạn biết là thỏa thuận là 400 tỷ, thì thanh khoản đến hôm nay chỉ có là 2.900 tỷ, rất yếu. Các em mọi người cũng rất là coi như là nói sao nhỉ, họ đang khá phòng thủ. Nước ngoài vẫn tiếp tục bán là 296 tỷ, thì đắt rồi thì người ta phải bán thôi. Còn câu chuyện là tùy cái thị trường nữa, nhưng mà đắt rồi thì phải bán, phải không? Khả năng Trump lội ngược dòng phút cuối là rất cao, bởi vì những cái gì mà đẹp nhất, tươi nhất thì là đã đến với ông Joe Biden rồi. Texas thì Iowa là 81%. Bây giờ chúng ta chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về thị trường và sự phản ứng của nó. Nhiều lúc là thị trường nó sẽ phản ứng ngược với lại tư duy của đám đông. Nhiều khi tư duy đám đông luôn luôn nghĩ rằng là ông Donald Trump lên, thị trường sẽ lên và người ta sẽ kích hoạt lệnh mua. Thế thì thường là nhà cái nó sẽ có ngược lên trước, sau đó thì khi tin chính thức ra thì nó sẽ đạp ngược trở lại xuống. Bởi vì nếu các bạn giao dịch theo kiểu như vậy, các bạn sẽ khó kiếm ăn từ thị trường. Mà các bạn hãy nghĩ một cách rộng ra một chút. Các bạn hãy nghĩ rộng ra một chút là các bạn nghĩ dài hạn lên. Thì các bạn nghĩ dài hạn là nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Những cái câu chuyện về Việt Nam sẽ được hưởng lợi như thế nào từ các cái hiệp định mà ký kết vừa rồi, 7 cái hiệp định với lại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dưới sự chứng kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai bên ký về năng lượng, về vấn đề liên quan đến có thể là cả an ninh. Cái đấy chúng ta không được quyền phép bàn đây vì chúng ta không biết. Nhưng về năng lượng, về lương thực và xuất nhập khẩu, cũng như là những cái câu chuyện là Thủ tướng của chúng ta yêu cầu là Mỹ xem xét lại cái vấn đề về Việt Nam liệu có thao túng tiền tệ hay không. Hãy đánh giá một cách công bằng thì Việt Nam làm gì có thao túng tiền tệ gì, đúng không? Nhưng mà trong nhiệm kỳ của Donald Trump thì chúng ta tích lũy được từ 36 tỷ đô la lên là 100 tỷ đô la nhờ cái dòng vốn đầu tư nước ngoài rất dồi dào từ Đài Loan, đặc biệt từ Hàn Quốc, bây giờ là Nhật Bản. Thế thì chính dịch mà Go Japan hay là Go Korea là thứ mà Việt Nam rất cần, và Taiwan cũng sẽ đầu tư vào đây. Thì khi mà ông Donald Trump lên, chúng ta hãy nhìn rộng một chút là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang một tầng lớp mới. Và nếu kịch bản đang tiếp tục diễn ra như thế này thì Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá rất cao, bởi vì ông Donald Trump luôn luôn nói về vấn đề này. Bởi vì thứ nhất, bản thân ông là bị dính cái virus mà gọi là virus Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là ông bị dính, ông gặp rất nhiều khó khăn về sức khỏe, cũng như là cái câu chuyện là trước lòng khó khăn như vậy trước đối thủ chính trị của mình đấy. Thế thì chính vì như thế, cho nên là các bạn phải hiểu một điều là cái leo thang về chiến tranh thương mại có thể leo thang đến tập 2. Và cái việc dịch chuyển của các nhà máy của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Đài Loan và của Mỹ, thậm chí là các cái quốc gia khác, nó sẽ dịch chuyển xuống ở khu vực Đông Nam Á và khu vực Nam Á là Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Thì Ấn Độ sẽ là đất nước hưởng lợi lớn nhất nếu ông Donald Trump thắng cử, sau đó thì có thể đến Indo và Việt Nam, là những nước mà có thể counter attack được với lại sự lớn mạnh của siêu cường số 2 là Trung Quốc. Ok, chắc là anh xin phép mọi người là Nevada chuyển sang màu hồng, bởi vì mới fill in 1% thôi. Có lẽ là chúng ta sẽ bình luận tiếp theo vào buổi chiều ngày hôm nay nhỉ? Được không nhỉ? Bởi vì từ giờ tôi sẽ ăn cơm sớm một chút và khoảng 12 rưỡi tôi lại hầu chuyện các bạn. Chứ còn bây giờ chúng ta chờ đợi 1 rưỡi thì nó khó khăn quá.
chúng ta sẽ đói và tất cả mọi người đều đói, cho nghỉ trưa đi nhá. Sau đó thì tôi sẽ hầu chuyện các bạn tiếp theo vào đầu giờ chiều khi mà thị trường chứng khoán mở cửa trở lại. Và chúng ta sẽ xem, hãy cùng bật cái link của Fox News. Hãy bật cái link của Fox News và xem là cái việc mà turn như thế nào. Tôi sẽ ăn cơm rất sớm và sẽ quay trở lại với các bạn. Stay tuned, giữ sức khỏe, ăn cơm và tôi sẽ quay trở lại với các bạn. Nhớ một khoảng 12 rưỡi đi. Let's say 12 giờ 45, một tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta xem là mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm. Hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ 45 và 1 giờ chiều ngay khoảng tầm giờ đó. Chúng ta sẽ cùng bình luận với nhau rằng chiến thắng của ông Trump có chắc chắn hay không, và liệu ông Biden có còn cửa nào thắng không. Đến thời điểm này là không có cửa thắng. Đến thời điểm này là không có cửa thắng nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sớm.